Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn chương 729, Vệ Hồn Long Khôi 1. Tôi và Tạo ẩn trực tiếp lao thẳng về phía trước, lần lượt xuyên qua từng đồi cát, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Long Khôi. Cát bay mù mịt tối tăm, không nhìn rõ phương hướng. Lâm tướng quân bây giờ ra sao rồi? Tạo ẩn hỏi, vẫn như cũ thôi, tôi nói, cô ấy hẳn đã mệt mỏi lắm rồi, đợi cô ấy nghỉ ngơi dưỡng sức xong, nhất định sẽ quay lại. Tạo ẩn, tương lai có lẽ con sẽ chịu đựng gánh nặng còn nhiều hơn cả cô ấy thọ nguyên từ phúc không còn lại bao nhiêu, sau khi ông ấy qua đời, tạo ẩn chính là người thủ hộ cuối cùng của nhân tộc. Cô ấy vĩnh viễn sẽ không thể tiếp tục làm đệ tử ma đạo, bởi vì sứ mệnh của người thủ hộ nhân tộc mãi mãi không thể hoàn thành. Ma đạo còn có sát phá lang, nhưng tạo ẩn chỉ đành đơn độc một mình. Đi thêm được một lúc, tôi bỗng nhiên nhận thấy không khí có sự thay đổi kỳ lạ. Quay đầu nhìn tạo ẩn, phát hiện cô ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay cầm đao hơi run nhẹ. Trong bóng tối, tôi chú ý thấy gót chân cô ấy hơi nâng lên một chút, đằng sau lưng dường như xuất hiện một bóng đen, sắc mặt tạo ẩn nhăn nhó, nhìn có vẻ rất đau đớn, lông mày nhíu chặt lại, hô hấp bắt đầu gấp gáp, hướng ánh mắt cầu cứu về phía tôi, môi mấp mé như muốn nói điều gì đó nhưng không thể cất lên thành tiếng. tôi bỗng nhớ đến phệ hồn long khôi, nhìn tình hình bây giờ rõ ràng tạo ẩn đã bị phệ hồn long khôi chiếm lấy cơ thể rồi. cô ấy vốn dĩ là âm linh đắc đạo. Phệ hồn long khôi có thể trực tiếp cắn nuốt thần hồn của cô ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu và xinh đẹp của tạ ẩn bắt đầu méo mó vì chịu đau đớn, Phệ hồn long khôi đã xâm nhập vào cơ thể của cô ấy, ngang ngược ngấu nghiến thần hồn của cô ấy. Oán niệm của long khôi rất lợi hại, chú ngữ hay bùa phép dùng để siêu độ đều vô dụng, tôi không tìm ra cách có thể đuổi long khôi ra ngoài. Phệ hồn long khôi giỏi ẩn mình nên khi di chuyển không phát ra một tiếng động, niệm lực tạo ẩn lại không mạnh, vì thế để mất đi cơ hội thoát thân. Lúc này, tôi nhìn thấy đôi mắt đã nhắm nghiền của tạo ẩn. Xem ra, dưới tình thế ngặt nghèo, thần hồn của cô ấy đã trốn vào huyền quan, vệ hồn long khôi cũng theo đó đi vào huyền quan cô ấy. Thấy thế trong lòng tôi nảy ra chủ ý, tôi có thể dùng kiếm thai của ma kiếm. Kiếm thai hữu hình vô thực, tôi vừa có thể không gây tổn thương đến âm thân của tạo ẩn, vừa lợi dụng kiếm thai truy sát vệ hồn long khôi bên trong huyền quan tạo ẩn. Nghĩ đến điều này, tôi triệu hồi kiếm thai từ huyền quan đến dung hợp vào huyết mạch, tay phải ghép lại thành hình kiếm chỉ, điểm vào trán của Tạ ẩn. Kiếm thai của ma kiếm bay ra từ kiếm chỉ, thuận theo huyệt thần đình của Tạ ẩn xông vào huyền quan của cô ấy. Trên kiếm thai còn bọc thêm một tầng thần niệm của tôi, tôi có thể cảm ứng được đường đi nước bước của kiếm thai. Mới vào huyền quan, tôi lập tức giật mình kinh ngạc. Huyền quan của Tạ Uyển rất rộng lớn, trời đất rộng mênh mông, tứ phía đều không nhìn thấy điểm cuối. Giữa trung tâm huyền quan, cắm một lá cờ chiêu hồn, bên trên có viết hai chữ cửu lê. Trước đây tôi đã có vài suy đoán về thân phận của tạo ẩn, đến khi nhìn thấy hai chữ này tôi mới đưa ra đáp án chính xác. Trong ba vị tam nhân tổ vĩ đại, Viêm Hoàng đã hiếu chung với thiên đạo, người vẫn đại diện cho nhân tộc, e rằng chỉ còn mỗi cờ chiêu hồn của Sivu. Hư ảnh thần hồn của tạo ẩn đang chạy trốn trong huyền quan, cuối cùng không muốn rời khỏi cờ chiêu hồn cửu lê. Một con quái vật có hình thù xấu xí dị hợm toàn thân mọc đầy giáp phải đang đuổi theo phía đằng sau hư ảnh thần hồn của cô ấy. Tốc độ của tạo ẩn không sánh được với vệ hồn long khôi kia, mỗi lần bị chạm chúng, hư ảnh lại nhợt nhạt đi mấy phần. Thấy thế, tôi vội điều khiển kiếm thai giết chết vệ hồn long khôi. Nơi đây là huyền quan, huyền quan chiếu sáng vạn vật thần hồn. Vệ hồn long khôi không có chỗ nào để tránh né, vô cùng yếu ớt. Kiếm thai màu đen hóa thành vệt sáng màu đen, ngay tức thời đã đuổi vệ hồn long khôi, đâm một nhát lên phía sau lưng của hắn. Một kiếm xuyên người, vệ hồn long khôi hét lên một tiếng kêu thảm thiết sau đó, khí đen tản ra khắp nơi, thân thể bốc cháy, tan biến tạo thành hồn năng thuần túy, bị hư ảnh thần hồn của tạo Uẩn hấp thụ. Phệ hồn long khôi đã chết, sát khí chưa tản đi của kiếm thai tiếp tục truy sát hư ảnh thần hồn của Tạ ẩn, thấy thế tôi vội triệu hồi nó quay về. Đây là lần đầu tiên tôi điều khiển kiếm thai giết địch, sau khi kiếm thai của ma kiếm hoàn thành nhiệm vụ, ngày càng dung hợp với thần niệm của tôi, kiếm khí ẩn chứa trong kiếm thai dường như gia tăng lên mấy phần. Chương 730, Phệ hồn long khôi thai trước đây tôi cũng từng thử dùng kiếm khí chiếm đoạt nhiều kiếm khí một chút chỉ là không tìm ra phương pháp phù hợp hiện giờ tôi mới thông suốt kiếm thai có thể tự mình sản sinh ra kiếm khí với tiền đề đó là phải để nó giết địch giết địch sẽ sản sinh ra kiếm khí kiếm thai có thể chuyển hóa sát khí thành kiếm khí cũng là một bước trưởng thành của kiếm thai tức chính cái gọi là dưỡng kiếm kiếm thai của ma kiếm khiếm khuyết muốn tu sửa hoàn chỉnh cần phải có thiên thời địa lợi nhân hòa ba điều quan trọng này thiên thời ám chỉ trình độ ma kiếm của tôi, càng điêu luyện càng tốt, ma kiếm sẽ càng có được hình thái hoàn chỉnh. Địa lợi ám chỉ kiếm khí căn bản của kiếm thai, tuyệt thế bảo kiếm vốn tự thân đã mang sự sắc bén, kiếm khí bao phủ lấy thân kiếm, kiếm mà không có kiếm khí, vĩnh viễn đừng mơ đến việc được xưng là thần binh. Nhân hòa là ám chỉ kiếm thai có thể dung hợp cùng thần hồn của tôi, đạt đến trình độ kiếm chuyển động theo tâm ý, kiếm xuất vì tâm. Kiếm thai khác với thần binh bình thường, kiếm thai hữu hình vô thực, mang thuộc tính linh thể, nếu như không thể dung hợp với thần hồn của tôi hoặc là không thể khống chế kiếm thai hoặc là tấn công chủ nhân khiến bản thân hứng chịu phản vệ nguy hiểm chỉ có đồng thời có đầy đủ điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy thì kiếm thai dưỡng ra được mới có thể thực sự đại diện cho kiếm đạo của bản thân đạt đến cảnh giới tay không có kiếm nhưng trong tâm có kiếm kiếm thai được nuôi dưỡng đến trình độ cao nhất có thể du hành vũ trụ hư không có thể chém xuyên vạn vật trong trời đất tôi vừa thu hồi kiếm thai về huyền quan tạo ẩn đã mở hai mắt đa tạ đạo tổ ra tay tương cứu, tạo ẩn hành lễ cảm tạ tôi, cho dù con không phải đệ tử ma đạo ta, cũng không cần khách khí như vậy. Tôi nói, bây giờ đạo tổ đã biết thân phận của con rồi phải không? Tạo ẩn hướng đôi mắt trong veo về phía tôi, ừ, cần xin đạo tổ giúp con thu hồi ma đao, để tạo Uẩn sở hữu sức mạnh của người thủ hộ nhân tộc. Ta sẽ làm vậy, đừng quên ta cũng là một phần của nhân tộc. Chuyện liên quan đến ma đao của Sivu, thực ra mới đầu tôi đã muốn giao nó cho tạo ẩn, Lúc ấy tôi vẫn chưa biết cô ấy đã ký kết thỏa thuận người thủ hộ với Từ Phúc. Thùy Hỏa có tử thần tài quyết, không cần thêm ma đao, tạo ẩn học được thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn quyết của phá quân hộ pháp thiên tôn, vừa hay thiếu một binh khí phù hợp. Bây giờ đã xác định được thân phận của tạo ẩn, tôi càng nghĩ cô ấy có tư cách sở hữu ma đao, ma đao của Si Vưu cũng chỉ một mình cô ấy mới có thể phát huy uy lực tối đa của nó. Uy lực kiếm thuần quân thuận theo khí số nhân tộc mà liên tục thay đổi, một khi khí số nhân tộc cạn kiệt rồi suy đổi, Thanh kiếm tôn quý vô song này ắt sẽ biến thành một miếng sắt vụn. Nhưng mà ma đao không như vậy, tạo ẩn có thể sử dụng nó mọi lúc. Sau khi giết vệ hồn long khôi, tôi cũng có nhận thức rõ nét về sinh vật xa lạ giỏi ẩn thân này. Vệ hồn long khôi chỉ ngay giây phút phụ thể mới bại lộ hành tung. Nếu như nạn nhân không kịp thời tìm cách thoát ra, thì nó sẽ xuyên vào cơ thể, rồi truy sát thần hồn. Mà muốn giết chết vệ hồn long khôi, địa điểm tốt nhất chính là bên trong huyền quan của người tu hành. Huyền quan có thể chiếu giỏi thần hồn vệ hồn long khôi không thể tìm thấy chỗ ẩn thân. Còn nữa, kiếm thai hữu hình vô thực có thuộc tính linh thể, vô cùng thích hợp để giết chết chúng. Kiếm thai quan trọng như mạng sống của tôi, bình thường tôi quyết không mạo hiểm dùng nó giết địch, một khi chịu tổn hại, thứ bị ảnh hưởng chính là tu hành của ma kiếm. Mà trong huyền quan của tạo ẩn chém chết vệ hồn long khôi, tôi không cần lo lắng về bất kỳ mối nguy nào. Còn thêm một điều nữa, tôi phát hiện ra chém giết long khôi có lợi cho tôi và tạo ẩn, tôi có thể nuôi dưỡng kiếm thai, và cô ấy có thể cắn nuốt hồn năng để cường hóa thần hồn. Nơi này không chỉ có một long khôi, đã một con chui đầu vào dọ thì rất nhanh con thứ hai cũng sẽ xuất hiện. Mục tiêu công kích của bọn chúng từ đầu đến cuối đều là tạo ẩn, bởi vì so với tôi, thần hồn của cô ấy rõ ràng yếu kém hơn nhiều, âm linh đắc đạo cũng là đồ tẩm bổ phù hợp để chúng hấp thụ. Có kinh nghiệm lần thứ nhất, chúng tôi dở lại mánh khóe cũ, chớp mắt đã tiêu diệt được con long khôi thứ hai. Sau khi hạ được con thứ hai thì con long khôi mới ngay lập tức xuất hiện, đám phệ hồn long khôi đều chết trong huyền quan của tạo ẩn, nên bọn vệ hồn long khôi bên ngoài căn bản không thể tra xét ra sự thật về cái chết của chúng, tất nhiên không xem chúng tôi là kẻ thù nguy hiểm. Liên tiếp giết chết mấy con vệ hồn long khôi, tôi đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo, bàn bạc với tạo ẩn, đôi mắt cô ấy liền sáng rực lên và lập tức đồng ý. Tiếp theo đó, tôi để tạo ẩn trực tiếp mở huyệt thần đình, đem thần hồn ra ngoài ninh địch, mà kiếm thai ma kiếm của tôi thì im lặng mai phục ở bên trong huyền quan của cô ấy vệ hồn long khôi ùn ùn kéo vào, con trước con sau đều bị thần hồn của tạo ẩn dụ dỗ rồi chịu chết trong huyền quan của cô ấy. Thời gian trôi qua khá nhanh, kiếm khí của kiếm thai tôi càng lúc càng hưng thịnh, thao tác ngày một thuận theo tâm ý của tôi. Tạo ẩn giành được chiến lợi phẩm còn nhiều hơn tôi, hư ảnh thần hồn của cô ấy ngày càng đầy đặn và cứng cáp. Phương pháp trực tiếp tu hành thần hồn còn có hiệu quả và nhanh chóng hơn chỉ đơn giản mượn ngoại lực cường hóa thần hồn, rồi tiếp tục nuôi dưỡng thần hồn. Tiếp đó số lượng phệ hồn long khôi mà chúng tôi chém giết được mỗi lúc một nhiều, thần hồn của tạo ẩn ngày càng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, có công mài sắt con ngày nên kim, thần hồn của tạo ẩn đã thành công tiên phong trong việc thăng cấp lên cảnh giới thiên tôn, sở hữu thần niệm uy áp đẳng cấp thiên tôn. Vận may của chúng tôi cũng đã hết, phệ hồn long khôi phát hiện ra thần hồn tạo ẩn bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, không còn dám đánh lén cô ấy nữa. Giết được bao nhiêu con rồi? Tôi hỏi, 3794 con mặt mày tạo ẩn tươi tắn, vô cùng đắc thắng nói. Từ lúc tôi gặp tạo ẩn đến giờ, đây là lần đầu cô ấy cười tươi như vậy. Tôi vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô ấy, tiếp tục tận hưởng cảm giác gia đình ấm cúng gần gũi. Bất luận cô ấy có phải là đệ tử ma đạo hay không, trong lòng tôi, cô ấy mãi mãi đều là người nhà của tôi, là vong nhi nhỏ bé mà tôi đã ban tên và truyền pháp. chương 731, Quỷ Kiếm Kiếm Thay 1 Cả tòa cổ địa hoang mạc Long Môn tổng cộng có tầm 10 vạn con Long Khôi, lần này tôi và Tạo Quẩn hợp tác, giết chết 3794 con, chiến tích này quả thực khiến người khác kinh ngạc. Phệ hồn long khôi là loại khó đối phó nhất, nếu như đạo binh bình thường va phải, cho dù có thể thành công giết chết long khôi, thì tự thân người đó cũng khó sống sót. Có vẻ sẽ không còn phệ hồn long khôi xuất hiện, tôi và Tạo Ẩn tiếp tục tiến vào phía sâu trong cổ địa hoang mạc long môn. Thần niệm của phong thập bát trong cấm bộ không phát điều gì khác thường, át hẳn những người khác đều vẫn an toàn, Ngoài có chút lo lắng cho Liễu Chi Nhung ra, thì tôi khá yên tâm về bọn họ. Trước khi giải quyết Long Khôi, khả năng hai đạo nhân tiên đánh lén ma đạo khá thấp. Cát đen che khuất cả bầu trời cổ địa hoang mạc Long Môn, khó lòng phân biệt được ngày và đêm, đi được tầm nửa ngày, chúng tôi đã tới lối vào hẻm núi Phong Thạch. Phong Thạch, rừng ma cổ thạch, đại mạc, là ba vùng địa lý đặc trưng của cổ địa hoang mạc Long Môn. Chỗ gọi là Phong Thạch, ám chỉ hòn đá chắn lối vào, bị gió chém qua, nên có thể nghe thấy tiếng ken két lực gió thổi ở hẻm núi phong thạch mạnh đến mức không tưởng mỗi một cơn lốc quét qua khiến mấy tảng đá nát vụn rồi bị cuốn bay loạn xạ trong tiếng gió vi vu còn kèm theo tiếng đá nứt vỡ tiếng than khóc tiếng gào thét tiếng chống đập tiếng kim loại kêu leng keng tiếng thú gầm tiếng nổ tiếng gầm rú tiếng nghiến răng răng rắc tiếng cười quỷ dị những âm thanh quỷ quái đáng sợ tựa như đang ghé sát bên tai khiến người ta dùng mình sợ hãi cho dù có là người tu hành có đạo tâm kiên định cũng khó tránh khỏi việc ngũ cảm lục thức bị quấy nhiễu. Với lại tôi có thể cảm nhận được, những âm thanh tạp nham này dường như có liên quan đến chiến tranh, ám chỉ sự tàn khốc tiêu điều, điều mà chiến tranh mang đến. Từ xưa Tây Vực đã là mảnh đất thường xuyên xảy ra chiến sự ở nhân gian, vô số quốc gia từng được xây dựng tại đây, cũng là biên giới giúp nhân tộc ở Trung Nguyên đối kháng với sự xâm lược của dị tộc. Đừng chế giễu những người có thể uống rượu say khướt trên sa trường, từ cổ trí kim mấy ai có thể toàn mạng trở về. Kèm theo tiếng sáo hồ giả ai oán, không biết bao nhiêu bài thơ kể về chiến tranh được viết lên từ đây. Hoàng Mạc Long Môn tuy rằng bị ngăn cách với cổ địa và thế giới bên ngoài, nhưng mà, gió đã đem bài ca chiến tranh bi tráng ở nơi đây thổi vào giữa cổ địa, trải qua năm tháng dài mòn mỏi, hình thành vẻ huyền bí của hẻm núi Phong Thạch. Hẻm núi Phong Thạch nằm ngay phía trước chúng tôi, nếu đi vòng xung quanh, chính là đồi cát mênh mông vô tận, càng khó di chuyển hơn. Lúc tôi đang đắn đo suy nghĩ, bỗng phát hiện đằng xa phía sau lại xuất hiện một cơn lốc đen khổng lồ cao thấu tận trời đang đâm sầm về chỗ chúng tôi, khiến chúng tôi không có chỗ thoát thân. Cùng với cơn lốc màu đen cuồn cuộn thổi đến, cát xung quanh cũng bắt đầu di chuyển với tốc độ chóng mặt, tại sa mạc rộng minh mông cứ thế trào dâng một trận đại họa gian nan. Thứ nguy hiểm nhất ở cổ địa hoang mạc Long Môn không chỉ Long Khôi, còn những trận cuồng phong dồn dập không dứt, có thể khiến người khác hồn bay phách tán. Ngoài cuồng phong ra, nguy hiểm do cát lún gây ra cũng là kiếp nạn diệt thân đối với thiên tôn. Bởi vì trong cát đen chứa đầy sát khí, một khi chìm sâu xuống, đến thiên tôn cũng không toàn mạng thoát thân. Xem tình hình xung quanh, tôi và tạo ẩn đã rơi vào khu vực vô cùng nguy hiểm, có vẻ như chỉ khi đi vào hẻm núi phong thạch mới tạm thời giữ an toàn. Đứng ở bên ngoài màng nhĩ đã bị kích thích bởi đám âm thanh tạp nham đến mức đau đầu nhức óc, vừa vào trong, càng cảm thấy ngũ cảm lục thức rối loạn. Đến thức thần đều chịu ảnh hưởng, không ngừng sản sinh vô vàn ảo giác trong thức hải tôi. Chớp mắt, tôi như đứng giữa chiến trường điên cuồng giết chóc. Ngàn quân vạn mã, âm thanh giết chóc gào thét thấu tận trời bốn phương tám hướng binh đao sắc bén dưới chân máu đã chảy thành sông xác chết chất trồng cao như núi chưa đợi tôi kịp ổn định tâm trí huyễn cảnh lại thay đổi lần này tôi đến cổ địa hàn hoang muôn thú ồ ạt kéo đến dung chuyển chấn động cả ngọn núi huyễn cảnh luân phiên xuất hiện đều là trải nghiệm cả đời của tôi dần dần tôi đã không còn cảm nhận được sự tồn tại của bản thân tôi cả người tôi bị huyễn cảnh kéo vào từng trận chiến tàn khốc trong quá khứ không cách nào thoát thân chỉ có thể đắm chìm trong đấy quỷ thần minh minh tự tư tự lượng tôi cầm kiếm giết đám phong cổ trong núi không minh đám trùng khổng lồ thân hình xấu xí ghê tởm chính là căn nguyên ác mộng của tôi trong suốt một thời gian dài chính trong núi không minh trái tim của tôi đã bị mất trên đỉnh phong cổ này số lượng phong vương phong tướng nhiều không đếm xuể chúng điên cuồng tấn công ồ ạt tay tôi cầm kiếm vô danh đốt cháy sinh cơ và thần hồn liều mạng chém giết tới tận khi tôi cạn kiệt sinh lực mới có thể phá vỡ được tầng huyễn cảnh này, lại tiếp tục rơi vào huyễn cảnh khác, trận chiến giã tiên tại quan ngoại. chương 732, Quỷ kiếm kiếm thay 2 Trong trận chiến này, thất sát kiếm và thất kiếm liên phát của tôi đã khai mở ra lĩnh vực kiếm khí, triệu hồi kiếm khí cự long, từ đó về sau kiếm khí cự long đã trở thành thần thông độc quyền của kiếm đạo. Từng cảnh tượng chiến tranh tàn khốc tái hiện trước mắt, không chỉ đơn giản là hình ảnh chấp nhoáng lướt qua, mà chính là cuộc đối đầu giữa sự sống và cái chết. Trận chiến hàn hoang, trận chiến núi không minh, trận chiến giã tiên, trận chiến âm sơn, trận chiến quy khư, trận chiến núi hạ lan. Mọi trận chiến sinh tử mà ma đạo đã trải qua trong quá khứ đều được huyến cảnh do âm ma tạo ra tái diễn hết một lượt tại hẻm núi phong thạch. Sự khác biệt tương ứng là cảnh giới tu vi của tôi ở thời điểm đó, đến cả binh khí cũng giống hệt. Mỗi trận chinh chiến của ma đạo đều có thương vong nặng nề, hồi ức mà tôi muốn quên đi nhất trong đời chính là cảnh tượng chiến tranh thảm khốc này, nhưng mà huyễn cảnh ma âm của hẻm núi phong thạch, lại khiến tôi đắm chìm trong chuỗi ký ức đau thương trong những cảnh tượng chiến tranh thay phiên nhau xuất hiện tôi lần nữa nhìn thấy bóng lưng cô độc nhưng vô cùng kiên định của thùy họa tại trận chiến hàn hoang thùy họa dùng một đao đã khiến tóc bạc trắng xóa khi ấy tôi đã rơi nước mắt giờ đây cảnh tượng bi thương này lại một lần nữa tái hiện trước mặt tôi tôi vẫn không thể kìm được dòng lệ nóng rát mang theo nỗi chua sót đau đớn trong lòng anh hùng tụ hội chưa lập được đại công mỹ nhân đã cầm đao chấn động cả bát hoang dưới núi âm sơn tử chiến với Hoàng Hiêu, Thùy Họa lần đầu tiên niết bàn trùng sinh. Trận chiến thổ mặc xuyên, hồng nhan tóc trắng bạc phơ, oai phong lẫm liệt. Thung lũng hắc phong, Thùy Họa mang tứ diện long hồn hạo kỳ, dẫn đầu bốn vị tướng phong lâm hỏa sơn, huyết tẩy xa trường. Quy khư, tử thần vào thành, tỏa sáng rực rỡ trong máu tanh mưa gió, tựa như đóa hoa nở rộ giữa ánh bình minh. Cô ấy quả thực rất mệt mỏi, mỗi lần niết bàn tái sinh tựa như một lần đầu thai từ địa ngục. Mệt mỏi dã rời, đau đớn tột cùng. Tôi cuối cùng đã thấu hiểu vì sao cô ấy không muốn tỉnh lại. Những trận chiến trong quá khứ lặp đi lặp lại, khiến tôi thấu hiểu ý nghĩa thực sự mà mệnh bàn sát phá lang tam tinh đại diện cho là gì. Thất sát gánh vác sứ mệnh ma đạo, phá quân gánh vác nỗi đau của ma đạo, tham lang gánh vác mất mát của ma đạo. Dù chưa từng bỏ mạng trong chiến tranh, nhưng khi cảnh tượng tái diễn một nửa vẫn khiến tôi phải nghiến răng kiên trì đến giây phút cuối cùng. Ngoài những ký ức đau khổ ra, mỗi khung cảnh chiến tranh còn giúp tôi quan sát tỉ mỉ quỹ đạo tu hành kiếm đạo của bản thân. Từ thất sát kiếm của thời gian đầu, đến ma kiếm, kiếm khí lưu hình, kiếm hải, ngự long quyết, quỷ kiếm. Lần ôn luyện này, giúp lĩnh ngộ về kiếm đạo của tôi càng có thêm cảm nhận sâu sắc. Đợi khi tất cả huyến cảnh đều đã tan biến, tôi phát hiện ra kiếm thai của ma kiếm trong huyền quan đã được khôi phục một phật tuy rằng vẫn là tàn kiếm, thế nhưng đã rắn chắc hơn thanh kiếm anh hùng trong tay tôi. Không chỉ như thế, cái nhìn của tôi về quỷ kiếm đã rõ nét hơn nhiều trong lòng bỗng có ý nghĩ táo bạo giả sử tôi sử dụng kiếm khí quỷ kiếm kích phát phù văn quỷ kiếm trên kiếm anh hùng liệu rằng có sinh ra kiếm thai của quỷ kiếm không tôi quay đầu nhìn sang tạo ẩn đang đứng bên cạnh vừa hay bắt gặp ánh mắt cô ấy đang chăm chú nhìn tôi trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng bồn chồn sau khi huyễn cảnh bị phá ma âm ở nơi này đã không tiếp tục ảnh hưởng đến chúng tôi nữa ta đã rơi vào ảo giác bao lâu rồi tôi hỏi một ngày một đêm rồi Tạ Uẩn nói, khi đắm chìm trong khung cảnh chiến tranh thì hoàn toàn không có khái niệm thời gian, tôi còn tưởng nhiều nhất chỉ thoáng chốc thôi, ai ngờ đã trôi qua một ngày một đêm rồi. Tạ Uẩn cũng bị huyễn cảnh quấy nhiễu, nhưng huyễn cảnh chiến tranh của cô ấy khá yếu, nên cô ấy đã mau chóng khôi phục được thần trí. Bởi vì cô ấy không trải qua quá nhiều trận chiến quyết định sinh tử, mà Từ Phúc vẫn luôn chăm sóc cô ấy chu đáo. Thấy Tạ Uẩn bình yên vô sự, nơi này cũng không có long khôi, tôi muốn thử xem có thể ngưng tụ kiếm thai của quỷ kiếm hay không. Tạo ẩn, con giúp ta hộ pháp. Được à, nói xong, tạo ẩn rút đao ra khỏi vỏ rồi đứng bên cạnh bảo vệ tôi. Tôi tập trung cao độ, bắt đầu cảm ngộ quỷ kiếm áo nghĩa, đem toàn bộ kiếm khí của quỷ kiếm sinh ra từ cảm ngộ thâm nhập vào thân của kiếm anh hùng. Quỷ kiếm thoát ẩn thoát hiện, kiếm khí của quỷ kiếm phiêu giạt, cực kỳ khó khống chế, tôi phải hao tổn hết tâm sức mới có thể đem nó thâm nhập vào trong kiếm anh hùng. Nếu như tôi không cải thiện kiếm đạo trong huyến cảnh chiến tranh kia, chắc chắn không cách nào hoàn thành được việc này. Kiếm khí ma kiếm thao thao bất diệt, chỉ trong thời gian ngắn đã hao tổn hết kiếm ý trong cơ thể tôi, kiếm khí của quỷ kiếm hiểu điệu uyển chuyển, quá trình này diễn ra cực kỳ chậm rãi. Mỗi một phút một giây thời gian trôi qua, tôi liều mạng bắt ép kiếm khí trong cơ thể dung hợp với thần niệm, chuyển hóa thành kiếm khí của quỷ kiếm thâm nhập vào trong kiếm anh hùng. Kiếm khí có sự khác biệt về thuộc tính, nhưng kiếm ý lại giống hệt nhau, bất luận là ma kiếm hay quỷ kiếm đều cùng một loại kiếm ý lúc kiếm ý của tôi sắp bị phát kiệt phù văn quỷ kiếm trên kiếm anh hùng cuối cùng đã phát sáng giống với phù văn ma kiếm lần trước thắp sáng từng cái một phù văn quỷ kiếm cũng bắt đầu tự động dung hợp phù văn ma kiếm có màu đen phù văn quỷ kiếm có màu xanh đậm kiếm nhỏ sau khi thành hình thì toàn thân cũng có màu xanh đậm phát ra thần quang rực rỡ kiếm nhỏ thành hình toàn bộ phù văn trên kiếm anh hùng biến mất uy lực của thanh kiếm này cũng vì thế mà suy giảm thanh kiếm nhỏ này cũng là tàn kiếm, giống kiếm anh hùng trong tay tôi như đúc. Chỉ cần hoàn thành việc tu sửa nó, điều đó có nghĩa là quỷ kiếm của tôi đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Nhìn thấy kiếm thai của quỷ kiếm thành hình, trong lòng tôi vô cùng vui vẻ. Thần niệm được tập trung cuối cùng, mở rộng huyệt thần tình, kiểm soát nó quay vào trong huyền quan của tôi. Vừa làm xong chuyện này, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng sát cơ vô cùng nguy hiểm, truyền từ phía tây bắc của cổ địa hoang Mạc Long Môn. Một kiếm từ phía tây sông tới, tựa như sấm sét giữa trời quang, bao hàm uy lực hủy diệt thiên địa. Lúc này kiếm khí trong cơ thể tôi đã trống rỗng, thần niệm cũng cạn kiệt, không thể chống đỡ. Tạo ẩn, mau tránh xa ta ra, tôi hét to một tiếng, vội vàng đập vỡ cấm bộ, cùng lúc ấy, cả cơ thể tôi bắt đầu dùng toàn lực trốn chạy vào sâu trong hẻm núi Thạch Phong. Trường 733, Tam Kiếm Thần Phục một Một kiếm từ phía tây sông đến, xuyên qua 9 tầng mây. Một kiếm này sở hữu uy lực hủy diệt thiên địa, trong tam giới người có thể tung được chiêu kiếm này vốn không nhiều. Bởi vì đây chính là kiếm pháp mỗi mình đỉnh phong thiên tôn mới có, dựa vào kiếm này liền có thể phá vỡ hư không tấn thăng thành tiên. Lúc tôi dưỡng kiếm, tại cổ địa hoang mạc long môn cũng có người đang dưỡng kiếm. Chẳng qua thứ tôi nuôi là kiếm thai, còn thứ mà người này nuôi là chính là bản thân hắn ta. Bởi vì chính hắn đã là một thanh kiếm, trước đây phong chủ từng nói, hai nơi Tây Bắc và Đông Nam, hai đạo tiên nhân đang chiến đấu khốc liệt với đám long khôi. Mà kiếm này từ phía tây bay tới, người muốn ra tay với tôi không cần mất thời gian suy nghĩ cũng đoán được là ai. Cấm Bộ đã vỡ vụn, Phong Thập Bát cảm nhận được mối nguy hiểm mà tôi đang đối đầu, sau khi thông báo cho mọi người thì dốc hết toàn lực bay về phía này để hỗ trợ tôi. Tôi liều mạng chạy trốn, tim ma cũng điên cuồng kích phát sinh cơ toàn thân, thổi bùng tốc độ của đạo thể thiên tôn đến cực hạn. Nếu như đang ở bên ngoài, một kiếm này tôi còn cơ hội tránh né, nhưng ở trong cổ địa hoang mạc Long môn không thể ngự không tôi hoàn toàn không tìm thấy cách nào thoát khỏi sự truy sát gắt gao của một kiếm kia. Bây giờ tôi chỉ muốn kéo dài chút thời gian, tôi tránh xa khỏi tạo ẩn, liều mạng chạy vào sâu trong hẻm núi phong thạch. Nỗ lực kéo dài được một khắc, kiếm khí đã xông vào hẻm núi phong thạch. Thần kiếm miều miều, có cự ly công kích xa nhất, bạo phát ra chiến lược mạnh nhất. Đá tảng bị kiếm khí khuấy động điên cuồng xoay chuyển, sức gió mạnh khủng khiếp, bay loạn xạ mịt mù. Đá vỡ vụn phát ra âm thanh chói tai, sau đó liên tiếp nổ tung thành từng mảnh kiếm khí quá mạnh mẽ khiến đá và gió sản sinh cộng hưởng rồi va chạm vào nhau vỡ vụn hóa thành cát bụi tôi biết người đó có oán niệm sâu đậm với tôi chỉ không ngờ sát cơ của hắn đã nồng đậm đến mức này không còn nghi ngờ gì nữa kiếm này chính là một kiếm đỉnh cao nhất đời hắn ta một kiếm bao hàm thần kiếm áo nghĩa hùng mạnh cũng chứa đựng tính toán tinh vi bởi vì từ khi bắt đầu khí cơ của tôi đã bị kiếm khí này khóa chặt lấy không thoát ra được có thể tính toán kỹ lưỡng mọi đường đi nước bước, vừa hay nhắm chuẩn lúc tôi cạn kiệt thần niệm và kiếm khí, chỉ mỗi mình lục nhâm âm dương kiếm của Tạ Lưu Vân có thể làm được. Trước đây tôi đắm chìm trong huyến cảnh, đối với thế giới bên ngoài mà nói thì tôi như không hề tồn tại, nên Tạ Lưu Vân không thể cảm nhận được. Sau khi phá vỡ huyễn cảnh, mệnh bàn của tôi đã rơi vào phạm vi cảm nhận của Tạ Lưu Vân. Điều này đã chứng minh, từ khi tôi bước vào cổ địa, Tạ Lưu Vân vẫn luôn âm thầm mưu tính khóa chặt quỹ đạo vận mệnh của tôi. Bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm bắt lỗ hỏng của vận mệnh thần kiếm từ phía tây bay đến xuyên qua ngàn vạn hoang mạc xuyên qua lớp sương mù dày đặc khoảng cách càng lúc càng gần âm thanh xé gió ngày một rõ ràng cảm nhận thấy sự uy hiếp của sát cơ lưng tôi bất giác cứng lại tóc gáy đều dựng đứng lên hết bao nhiêu yêu hận tình thù sống chết chỉ trong một khoảnh khắc tôi hiểu tôi không thể chạy xa được nữa trốn không được lúc không thể tránh chỉ còn nước đối đầu trực diện vì thế tôi dừng bước chân quay người đối mặt với kiếm khí đang điên cuồng phá vỡ không gian bay đến ở nơi xa thân ảnh phong thập bát đã hiện rõ tôi nghe thấy tiếng gầm gú của ngạo phong mũi tên của a lê hóa thành đóm sáng tuy người chưa xuất hiện nhưng mũi tên chớp thời cơ bắn tới dùng tốc độ của phong thập bát nhắm chuẩn mũi tên tấn công kiếm khí nhưng tôi biết những gì mà họ đang cố gắng chỉ là tốn công vô ích quá muộn rồi lữ thuần dương dùng toàn lực xuất chiêu theo cả mưu tính của tạ lưu vân một kiếm này có chạy đằng trời cũng không thể tránh khỏi. tôi đem kiếm anh hùng chắn ngay trước mặt, nhắm chuẩn kiếm khí đang xông tới. miệng hét lớn, hoàng hoàng kiếm uy, dị kiếm dẫn chi, miều miều kiếm khí, dị kiếm nghênh chi. nhiếp, không phải là ảo tưởng của tôi, mà đây là sự lựa chọn cuối cùng của tôi. kiếm anh hùng là chỗ dựa cuối cùng của tôi, tôi muốn dùng nó đổi lấy một tia sinh cơ mỏng manh. kết quả tệ nhất chính là kiếm hủy người vong. kiếm anh hùng tuy rằng có thế mạnh vạn vật không thể phá, vạn kiếp không thể hủy. Nhưng kiếm anh hùng hôm nay đã không còn lợi hại như trước. Trên thân kiếm vốn dĩ có ba đạo phù văn, mà kiếm và quỷ kiếm đã bị luyện thành kiếm thai, chỉ còn sót lại phù văn thần kiếm, thần uy kém xa so với trước rồi. Ngoài trừ kiếm hủy người vong ra, còn một kết quả khác, kết quả này đáng để tôi đem tính mạng ra đánh cược, huống hồ tôi đã không còn lựa chọn nào tốt hơn, cược hay không đều phải đối mặt với kiếp nạn khó thoát. Cuối cùng, mũi kiếm và kiếm khí va chạm với nhau. Cả người tôi như bị sét đánh. Đến cả thần hồn cũng run cầm cập. Đạo kiếm khí mạnh đến mức không tưởng, vừa truyền đến trên thân kiếm anh hùng, đã thắp sáng tất cả phù văn thần kiếm. Chương 734, Tam kiếm thần phục 2. Phù văn thần kiếm bị kích hoạt, lập tức hóa thành một kiếm nhỏ chói sáng màu kim. Kiếm nhỏ chính là kiếm thai của thần kiếm, đáng tiếc, nó không phải của tôi. Kiếm khí của Lữ Thần Dương kích hoạt phù văn thần kiếm, vậy thì kiếm thai của thần kiếm này cũng là của ông ta. Phù văn thần kiếm hóa thân thành kiếm thai xong, uy lực của kiếm anh hùng cũng cạn kiệt, theo một nổ ầm ầm, kiếm anh hùng vỡ vụn, cả người tôi bị đánh vang xa như ngôi sao trổi. Tôi bắt đầu liên tục thổ huyết không ngừng trên không trung, ngũ tạng đảo loạn, huyết mạch phát nổ. Rõ ràng kiếm thai của thần kiếm chỉ dùng một phần nhỏ kiếm khí, phần lớn còn sót lại đều đánh vào cơ thể tôi. Kiếm khí của Lữ Thuần Dương, đạo thể thiên tôn không thể ngăn cản, chớp mắt đã hủy diệt toàn bộ sinh cơ của tôi, sau đó bắt đầu truy sát thần hồn của tôi. Mắt thấy thức thần cũng sắp bị kiếm khí hủy diệt, tôi vội để nó trốn vào huyền quan. Kiếm khí mất đi mục tiêu truy sát, bỗng phân tán ra khỏi cơ thể đã rách nát của tôi. Giây tiếp theo, cơ thể tôi như miếng rẻ rách, rơi từ trên trời xuống. Sự phẫn nộ che mờ đi đôi mắt, ánh sáng bỗng trở nên âm u tối tăm. Nhưng mà, thứ khiến tôi căm phẫn chính là, dù tôi đã chết rồi, nhưng kiếm thai thần kiếm của Lữ Thuần Dương vẫn không chịu quay đầu, mà vẫn lơ lửng ngay trên huyệt thần đình của tôi. Cố gắng phá hoại huyền quan của tôi, tiếp tục truy sát thức thần của tôi. Thức thần chính do thần hồn của tôi hóa thành, hắn không chỉ muốn chém đứt sinh cơ của tôi, còn muốn tiêu diệt thần hồn của tôi, khiến tôi người chết đạo mất. Bởi vì, khi mà tu vi đạt đến cảnh giới của tôi, chỉ cần thần hồn không bị hủy diệt, trong tương lai nếu tìm được cơ duyên thích hợp thì vẫn sẽ có cơ hội ngưng tụ và trùng sinh sinh cơ. Năm xưa Tuyết Dương chỉ còn lại vài mảnh vụn thần niệm cũng có thể trùng sinh được, vậy thì tôi cũng có thể. Thức thần trong huyền quan của tôi lại một lần nữa cảm nhận được sự uy hiếp, nhưng không còn nơi nào để trốn nữa. Thần kiếm kiếm thai do dự một lúc rồi phát ra tiếng len ken, vô tình đâm xuyên qua huyệt thần đình, xông thẳng vào trong huyệt thần đình của tôi. Từ rất lâu về trước, tôi đã nhận thức được bản thân là người không thiếu thốn dũng khí. Và hôm nay, tôi đã dùng màn hủy diệt thần hồn để kiểm chứng cho chuyện này. Thật ra thì, trước khi kiếm khí của Lữ Thuần Dương diệt tận toàn bộ sinh khí của tôi thì tôi đã có thể lựa chọn chứng thiên tôn rồi. Sau khi chứng thiên tôn, thần niệm cùng kiếm ý của tôi đều sẽ được trùng sinh tuyệt cảnh bởi vì thiên tôn là một cảnh giới hoàn toàn mới chứng được thiên tôn rồi tôi sẽ có cơ hội chống đỡ được tất sát chi kiếm của lữ thuần dương nhưng tôi lại không làm thế tôi để cho lữ thuần dương diệt tận hết mọi sinh cơ của tôi sau đó dùng kiếm khí thai kiếm dẫn dụ hắn truy sát thức thần của tôi đi vào huyền quan tạ lưu vân có thể nhìn trộm được thiên cơ hắn có thể tính ra những thiếu hụt trong số mệnh quỹ đạo trong vận mệnh của tôi nhưng có một chuyện nhất định hắn tuyệt đối không ngờ tới được hắn không thể tính được tôi đã kết tụ ra thai kiếm của quỷ kiếm nếu như sau khi thần kiếm thai kiếm hình thành lữ thuần dương lựa chọn triệu hồi vậy thì ván cược này tôi sẽ thua đến lỗ hết vốn liếng không chỉ sinh cơ bị diệt tận còn phải đắp vào một thanh anh hùng chi kiếm lữ thuần dương được hơi đậm nhất khi không có được thần kiếm thai kiếm đủ để khiến họ thuận lợi hóa thân thành kiếm chiến lược tăng hạn đến cập bậc đạo tổ nhưng mà hắn không lựa chọn triệu hồi về thay vào đó là đem theo sự thù hằn và phẫn nộ nhất quyết xông vào trong huyền quan của tôi. Thần kiếm thai kiếm vừa vào tới huyền quan, tôi liền lập tức phong ấn lại huyệt thần đình của tôi. Cùng lúc đó, ngay lúc quỷ kiếm thai kiếm và ma kiếm thai kiếm đã chờ đợi bấy lâu, lập tức bay đến nghênh đón và triển khai truy sát thần kiếm thai kiếm. Tạo nghệ kiếm đạo của Lữ Thuần Dương cao thâm hơn tôi nhiều, chỉ dựa vào ma kiếm thai kiếm thì không phải là đối thủ của hắn rồi, nhưng nếu có sự trợ giúp của quỷ kiếm thai kiếm, trong tình huống hai đánh một thì mọi chuyện sẽ khác. Thần kiếm miểu miểu, quỷ kiếm u u, mà kiếm thao thao. Ba thai kiếm được sinh giá từ thái cổ tam kiếm đạo, hiện tại đang chiến đấu dữ dội trong huyền quan của tôi. Kiếm khí sao động, hoành hành ngang dọc, cũng may huyền quan của tôi đủ lớn, cũng đủ bền vững kiên cố. Nếu đã như thế, dựa theo trăm ngàn lỗ hổng của kiếm khí đâm xuyên, sức hủy diệt có thể ập tới bất cứ lúc nào. Tình cảnh này đối với thức thần của tôi cũng là một loại khảo nghiệm sinh tồn, cũng may, Phù Tô Chi Phong và Thái Cổ Nguyệt Ma vẫn đang cố gắng nỗ lực bảo vệ cho thức thần của tôi, tránh gặp phải xung kích từ thần kiếm thai kiếm phát ra. Đây là một trận đấu dài miên man, thế giới bên ngoài không ai biết được, cũng không ai dự tính được kết quả. Cho dù là tôi cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Mặc cho tôi có tính đúng đi chăng nữa thì tôi vẫn xem nhẹ trình độ hùng mạnh của thần kiếm thai kiếm của Lữ Thuần Dương kết tụ được. Ma kiếm và quỷ kiếm hai đánh một, cũng chỉ ngang tầm với thần kiếm mà thôi nhưng mà có một điểm vui mừng chính là thời gian đang đứng về phía tôi thuận theo dòng chảy của thời gian thần niệm của lữ thuần dương đang điều khiển thần kiếm thai kiếm càng trở nên suy yếu bởi vì đây là huyền quan của tôi đã cắt đứt hết tất cả liên lạc có dính líu đến hắn mà tôi chỉ cần thức thần vẫn còn thì quỷ kiếm và ma kiếm đều sẽ không thiếu hụt thần niệm cuối cùng thần niệm trong thần kiếm thai kiếm của lữ thuần dương đã rút cạn triệt để không có thần niệm vậy thì thanh kiếm sẽ trở thành vật vô chủ Thần Uy cũng theo đó mà suy giảm. Sau khi va chạm kịch liệt lần cuối cùng, thần kiếm thai kiếm liền rít lên một tiếng, rơi từ trong không trung cắm thẳng xuống trước mặt cờ chiêu hồn. Tiếp theo đó, quỷ kiếm và ma kiếm đồng loạt rơi xuống đất, cắm sang hai bên của thần kiếm thai kiếm. Chương 735, Tất sát chi kiếm 1. Cổ địa hoang mạc Long môn, một chiến trường nào đó ở phía Tây Bắc. Hôm nay đã là ngày thứ 8 nhân đạo đóng quân tại cổ địa, cũng là ngày chiến đấu bi thảm nhất. 30 vạn đạo binh thêm cả chúng thần ra tay nữa, quyết đấu trực diện với hai vạn Hắc Diệu Long Khôi, một vạn Thị Huyết Long Khôi, một vạn Thị Hồn Long Khôi. Chiến lực của Long Khôi thuộc nửa bước đỉnh cao nửa bước thiên tôn, nếu là đối đầu ở nơi khác thì đại quân nhân đạo dễ dàng tiêu diệt, nhưng ở cổ địa Hoang Mạc Long Môn, lực chiến đỉnh cao nửa bước thiên tôn lại khá đáng sợ. Long Khôi vạn pháp cũng khó làm bị thương lại sở trường cận chiến, đại quân nhân đạo vốn vì nơi này oán khí long hồn quá nhiều, không thể bố trí trận pháp diện rộng tấn công đơn thể lại không tạo thành sát thương lên long khôi, tử thương vô số, đạo binh 30 vạn nay chỉ còn 20 vạn. Thương vong lớn nhất đến từ cuộc tấn công bất ngờ của thị hồn long khôi, thông thường mỗi thị hồn long khôi phải giết đi vài đạo binh rồi mới bị tiêu diệt. Mà nếu như những đạo binh tử trận kia sau khi chết còn có chiến hồn, thì rất nhanh cũng bị biến thành một long khôi mới, mặc dù tổng số long khôi chỉ hơn 4 vạn người, nhưng dưới sự tác động và xâm nhập của oán khí long hồn, thì tổng binh lực đã lên đến gần 10 vạn người. Trong cuộc đối đầu quy mô lớn mà bi thảm này, chiến lược mạnh nhất của nhân đạo đến từ ứng nguyên ngũ lôi tôn giả dưới trướng của đầu mẫu nguyên quân và cả 10 vạn lôi binh lôi tướng của lôi bộ. Trong đao binh của lôi binh phong ấn nguồn lôi lực thuần túy nhất, mỗi khi đánh vào long khôi, đều sẽ kích hoạt hiệu ứng nổ xét, hiệu quả hơn nhiều so với đòn tấn công bằng đạo pháp của đạo binh. Với sự giúp sức của cửu tự chân ngôn chú của cửu đại hộ pháp thiên tôn của nhân đạo, ai nấy cũng hăng hái xông pha phía trước, lôi binh lôi tướng càng dũng mãnh hơn. Còn về đạo binh tinh nhuệ của hàm cốc quan, rất khó để họ phát huy đúng trình độ chiến đấu của mình, không phải họ không đủ mạnh, mà là nơi này đối với họ mà nói thì quá gò bó. Nhân đạo mang bọn họ tới đây không phải để khiêu chiến với Long Khôi, mà chủ yếu là để cùng chống lại đại quân tiên đạo. Ở cấp độ thiên tôn của chúng thần, không chỉ có ứng nguyên ngũ lôi tôn giả thần uy cường đại, mà chiến lược của Trương Thiên Sư và Tây Nhạc Đại Đế cũng rất đối kinh người. Trương Thiên Sư vạn pháp tinh thông, giải đậu thành binh, nhờ vào ấn thiên sư, mà hôm mưa gọi gió, triệu sấm khiển xét, giết chết vô số long khôi. Tây nhạc đại đế triệu hồi hồn núi Hoa Sơn, chân áp cuộc tấn công do hắc diệu long khôi phát động, ổn định tuyến phòng thủ của đại quân nhân đạo. Điều đáng ngạc nhiên là, trong trận chiến này, người được tôn xưng là kiếm của nhân đạo, Lữ Thuần Dương, từ đầu đến cuối vẫn không tham chiến. Tạ Lưu Vân cũng không, sau khi điều động tam quân, đã cùng với Lữ Thuần Dương ở lại hậu phương. Không ai biết họ đang làm gì, chỉ biết rằng lữ thuần dương vẫn luôn luyện kiếm ý, trong khi tạ lưu vân không ngừng sử dụng kiếm lục nhậm âm dương để thăm dò huyền cơ. bây giờ trận chiến long khôi đã đi đến hồi kết thúc, hai vạn hắc diệu long khôi, một vạn thị huyết long khôi và một vạn thị hồn long khôi đều bị xóa sổ, đại quân nhân đạo bắt đầu chỉnh lý trong chiến trường đầy ấp xương cốt. nhất tướng công thành vạn cốt khô, chiến trường xưa nay đã là mồ chôn thân của anh hùng bao đời. toàn quân yên lặng để tang, trương đạo lăng đích thân chủ trì tang lễ tại thời khắc im lặng trang trọng này tạ lưu vân chỉ kiếm vào bầu trời phía đông hét lớn nhất âm nhất dương vị chi đạo âm dương bất chắc vị chi thần sắc lời vừa nói xong lữ thuần dương cầm thanh kiếm thanh sách và chém về phía đông kiếm khí ồ ạt trào ra từ mũi kiếm như một đường cầu vồng rạch ngang bầu trời sức hủy diệt chứa đựng trong kiếm khí này đến vạn quân cũng khó đỡ có thể chém mây trời có thể chảm địa mạch trương đạo lăng ngẩng đầu nhìn hai người họ một cái rồi lại tiếp tục niệm chú ngữ siêu độ các vị chiến tướng lãnh đạo khác của Nhân đạo cũng nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có những đạo binh cấp thấp đang âm thầm suy đoán trong lòng, dòng kiếm khí này đã đi đâu, rồi người Lữ Thuần Dương muốn giết lại là ai. Bất kể là ai, khi Lữ Thuần Dương đã ra tay, người đó chắc chắn sẽ chết. Kiếm khí của Lữ Thuần Dương đã phát triển đến mức không thể không giải phóng ra được nữa, cả Tạ Lưu Vân cũng giúp ông ta xác định khí tức, tìm ra những lỗ hổng trong số mệnh. Ngay cả Thiên Tôn cũng sẽ ứng kiếm mà chết ngay cả thiên tôn mạnh nhất cũng không thể thoát khỏi kiếp sát thân. Trên thực tế, Lữ Thuần Dương muốn giết ai, ngay cả khi không ai nói, mọi người đều có thể đoán ra được. chương 736, Tất Sát Chi Kiếm 2 Mộ Dung Nguyên Duệ có bốn phân thần, quỹ đạo vận mệnh của cô ấy không có sơ hở nào, Tây Cực Câu Thần Đại Đế là nguồn gốc của hỏa loạn trong tiên đạo, là một nước cờ ẩn của nữ hoa chôn trong tiên đạo, Lữ Thuần Dương đương nhiên sẽ không giết ông ta. Ngoài hai người này, chỉ có ma đạo tổ sư là xứng để Lữ Thuần Dương ra tay. Nối ô nhục ở thành cổ Huệ Viễn là vết nhơ mà kiếm tiên cả đời phải gánh chịu, không thể rửa nhục, kiếm tâm sẽ bị phủ bụi. Cổ địa hoang mạc Long Môn, cuộc chiến giữa đại quân tiên đạo và Long Khôi đã đi đến hồi kết. Lần này đến rất nhiều thiên binh của tiên đạo, hơn nữa đại quân Long tộc cận chiến cũng rất đối vô song, chúng chiến tướng thiên tôn cũng toàn lực xuất quân. Hắc diệu Long Khôi, thị huyết Long Khôi, thị hồn Long Khôi, băng xương Long Khôi, toàn bộ Bốn Đại Long Khôi hỗn hợp có gần 5 vạn người. Vẫn may, hầu hết đại quân Tiên Đạo lần này đa số đều là Long tộc. Long Khôi mặc dù cũng có uy áp Long tộc, nhưng dù sao cũng không bằng Long tộc chân chính, chúng có thể trấn áp yêu tộc, nhưng lại không thể trấn được toàn bộ Long tộc trong thiên hạ. Đặc biệt là Tứ Hải Long Vương của Thiên Đình, có thể ví như sự tồn tại của cự long. Dưới sự trấn áp gay gắt của đại quân Long tộc, việc tiêu diệt 5 vạn Long Khôi cũng không làm tổn hại bao nhiêu binh lực của Tiên Đạo. Điều quan trọng nhất là mộ dung nguyên Duệ có sở trường dụng binh, lấy đại quân long tộc chiến đấu, sau đó dựa vào 32 thiên cang cùng 72 địa sát để bố trí đại trận chu thiên tinh đầu. Lấy thái âm, thái dương hai đại tinh quân làm trận nhãn, thần tiêu cửu thần tiếp dẫn tinh lực, đem uy lực của đại trận phát huy đến cực điểm. Huyền Vũ, người dưới trướng của cửu thiên đáng ma tổ sư, linh xà hai đại thiên tôn lại bố thành trận bắt đầu quy xà lưỡng nghi, toàn lực phòng thủ, cố gắng giảm thiểu thương vong cho đại quân tiên đạo. Trong chiến trường tiên đạo, màn trình diễn bắt mắt nhất đến từ đệ tử thân truyền kiếm vô ngân của Thái Ất Thiên Tôn, thành tựu thần kiếm của hắn ta đã có được 7 phần công lực của Thái Ất Thiên Tôn, thần kiếm miều miều, kiếm khí tung hoành, chỉ một mình hắn đã xử lý hơn 6 ngàn long khôi. Còn về Tây Cực Câu Thần Đại Đế, bổn tôn không tham chiến, cũng không tranh giành binh quyền với mộ dung nguyên duệ, vẫn luôn lạnh lùng quan sát. Năng lực chỉ huy của mộ dung nguyên duệ ông ta có thể nhìn ra được, nhưng điều này không có nghĩa là ông ta sẽ công nhận mộ dung nguyên duệ là tiên đạo tổ sư hiện tại trận chiến đã đi đến trạng kết, Mộ Dung Nguyên duệ thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu hồi bốn đại phân thần, dung hợp với bản thân, chỉ chờ trên chiến trường quét sạch mấy long khôi còn sót lại, thì sẽ bắt đầu nghi thức siêu độ. Đột nhiên, Mộ Dung Nguyên duệ trong lòng cảm thấy có gì đó, ngẩng đầu nhìn về hướng tây bắc, kiếm khí của Lữ Thuần Dương, toàn bộ người trong cổ địa hoang mạc Long Môn đều có thể trông thấy. Trong lúc nhất thời, chúng chiến tướng tiên đạo tiên cũng đều ngẩng đầu lên nhìn vào thời khắc này. Lúc đầu. Tiên đạo cho rằng luồng kiếm khí này là nhằm vào mộ dung tứ hải long vương chung tay đứng bảo vệ trước mặt mộ dung nguyên duệ huyền vũ linh xà hai vị thiên tôn cũng lập tức chạy tới mộ dung tiên tử không cần kinh hoàng kiếm khí này của lữ thuần dương không phải để giết cô tây cực câu thần đại đế nói câu thần bệ hạ có thể xem được lai lịch mộ dung nguyên duệ hỏi kiếm này là giết ma đạo tổ sư tạ lan câu thần đại đế nhìn mộ dung nguyên duệ đầy ẩn ý và nói mộ dung nguyên duệ trong lòng tràn đầy hỗn loạn nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Nghe nói năm đó Lữ Thuần Dương có cơ hội phế bỏ Huyền Quan của Tạ Lan là được Mộ Dung tiên tử cứu rỗi. Câu thần bệ hạ có ý gì?" Mộ Dung hỏi, "Không có gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở Mộ Dung tiên tử một chút, nếu như tình duyên chưa đoạn thì hiện tại vẫn còn cơ hội giết chết nó, đợi khi Tạ Lan chết đi, chỉ sợ thật sự sẽ ảnh hưởng đến đại đạo của tiên tử." Câu thần đại đế ở trước mặt mọi người đề cập chuyện này, gần như là đã làm nhục Mộ Dung nguyên duệ rồi từ khi ta nhậm chức tiên đạo tổ sư thì đã cắt đứt hết thảy tình duyên phàm tục sinh tử của ma đạo tổ sư liên quan gì ta mộ dung nguyên duệ trầm giọng nói nói hay lắm vậy chúng ta hãy cố gắng chuẩn bị tiếp nhận tin tức về cái chết của ma đạo tổ sư thôi ngươi là người cầm cờ của tiên đạo hẳn là người đầu tiên nhận được tin tức vang dội của tam giới này mộ dung nguyên duệ thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng vẫn cực kỳ lo lắng tuy nhiên cho dù không có sự giám sát của câu thần đại đế cô ấy cũng sẽ không làm gì, huống chi lần này kiếm của Lữ Thuần Dương trong cơ giận dữ là thanh tất sát, đã tính toán đủ đường, cho dù cô ấy muốn, thì cũng không làm được gì. Kiếm này khí thế mạnh mẽ và hào hùng, một khi kiếm khí phá không, có làm gì thì cũng đã muộn. Đừng nói đến cô ấy, ngay cả mấy người của ma đạo cũng chỉ có thể bất lực nhìn ma đạo tổ sư thân tử đạo tiêu. Dây nhân duyên trên đá tam sinh đã đứt, những cảnh tượng có vẻ vô lý nhưng thực sự chứa đựng những mong muốn thầm kín nhất trong trái tim, cũng bay đi theo gió mây. Buồn bã một hồi, mộ dung nguyên rợi lại từ đáy lòng thở dài một hơi. Như này cũng tốt, để không phải gặp nhau trên chiến trường. Tuy nhiên, sau khi chờ đợi một lúc lâu, huyền quan không đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến cái chết của ma đạo tổ sư. Trong lòng mộ dung nguyên rợi lại gợn lên vài con sóng. Chẳng lẽ, tạ lan tránh được một kiếm này? chương 737, cửu lê chiêu hồn một Mộ dung nguyên rợi cẩn thận lắng nghe động tính của cờ chiêu hồn trong huyền quan, cùng lúc đó tạ lưu vân cũng đang chăm chú lắng nghe thuần dương xuất kiếm thần kiếm miểu miểu vu vô thanh sứ thính kinh lôi tuy nhiên thời gian cho một nén nhang đã qua mà cờ chiêu hồn trong huyền quan vẫn không có gì thay đổi tạ lưu vân mất bình tĩnh liếc nhìn lữ thuần dương phát hiện nét mặt ông ta vẫn kiêu ngạo như ngày nào cũng sự tự tin và kiêu hãnh mãnh liệt tuy nhiên một tạ lưu vân tỉ mỉ thì không bỏ sót chi tiết nào ông ta nhận thấy bàn tay cầm kiếm của lữ thuần dương hơi run lên như thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn lữ thuần dương đã ôm thanh kiếm thanh sách trong tay để che đi sơ hở này lòng của tạ lưu vân trùng xuống lẽ nào tạ lan thoát khỏi kiếm này rồi điều này là không thể thanh kiếm lục nhậm âm dương của tạ lưu vân rõ ràng đã bắt được điểm yếu của ông ta hơn nữa thuần dương sư huynh đã giữ thanh kiếm này trong nhiều ngày hấp thụ sát khí của trận chiến long khôi một kiếm này ngay cả đạo tổ cũng không dám ứng đón nếu như tử thần ma đạo ở đây còn có thể trợ giúp tạ lan hiện tại tử thần căn bản không ở đây tạ lan làm sao chạy cho thoát tạ lưu vân mặc dù có nghi hoặc nhưng cũng không hỏi ông ta không hỏi không có nghĩa là không có người hỏi trương đạo lăng cũng cảm giác được có cái gì không đúng liền đi tới đây thuần dương chuyện gì đã xảy ra trương đạo lăng hỏi ta ngưng tụ kiếm thai thần kiếm chảm nát kiếm anh hùng cũng chảm đứt sinh cơ của tạ lan lữ thuần dương nhàn nhạt nói trương đạo lăng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời đó sau đó lại hỏi vậy tại sao tin tức về cái chết của hắn ta vẫn chưa được truyền ra thần hồn tạ lan đã trốn vào huyền quan ta điều khiển kiếm thai thần kiếm đuổi theo vào huyền quan sau đó thì trương đạo lăng biến sắc vội vàng hỏi sau đó ta không còn cảm nhận được sự tồn tại của kiếm thai thần kiếm nữa mãi đến giờ vẫn chưa quay lại nói đến đây lữ thuần dương cuối cùng cũng mất bình tĩnh trương đạo lăng im lặng sau hồi lâu im lặng trương đạo lăng quay qua nhìn tạ lưu vân một cái rồi vỗ vai ông ta như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, vô thanh vô thức mà rời đi. Mặc dù ông ta không nói gì, Tạ Lưu Vân có thể hiểu ý của Trương Đạo Lăng, rằng kiếm thai thần kiếm của Lữ Thuần Dương không thể quay trở lại nữa. Thuần Dương sư huynh, kiếm thai của huynh vĩnh viễn sẽ không trở lại đâu. Tạ Lưu Vân nói, cái gì, Lữ Thuần Dương kinh ngạc hỏi, anh hùng kiếm là kiếm của thiên đạo, chỉ cần một trong ba phù văn trên thanh kiếm vẫn còn, thì thanh kiếm này sẽ không bao giờ bị phá hủy. Tại thành cổ Huệ Viễn, Tạ Lan đã kích hoạt phù văn của ma kiếm, kiếm khí thần kiếm của huynh lại kích hoạt phù văn thần kiếm, trên kiếm nhất định còn phù văn quỷ kiếm, chỉ cần phù văn quỷ kiếm còn đó thì anh hùng kiếm không thể bị phá hủy. Ý của đệ là, đúng vậy, Tạ Lan đã sớm ngưng tụ kiếm thai quỷ kiếm, chuyện ta lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Hẻm núi phong thạch, bên trong huyền quan, thần kiếm miểu miểu, ma kiếm thao thao, quỷ kiếm u u. Lĩnh ngộ tam kiếm đạo thái cổ là điều mà tôi tâm niệm đã lâu. Tôi một mực không chứng thiên tôn, chỉ để chờ ngày này đến. Thần kiếm thì tôi chưa bao giờ tu hành, nhưng khi kiếm thai thần kiếm của Lữ Thuần Dương bị tôi khuất phục, thì thức hải bên trong tôi ngay lập tức sản sinh ra ý nghĩa thâm sâu về tu luyện thần kiếm. Kiếm thai kỳ thực là kết tinh của việc tu hành kiếm đạo. Những người khác đều là tu hành trước rồi mới thành thai, nhưng thanh thần kiếm của tôi thì ngược lại. Sở hữu được Tam kiếm đạo thái cổ, sức chiến đấu của tôi vẫn sẽ không tăng lên về chất, nhiều nhất là tôi có thể chứng thiên tôn thôi. Muốn có sự thay đổi về chất và đạt đến cảnh giới của ma đạo tổ sư năm đó, điều cần làm là phải dung hợp tam kiếm đạo thái cổ. Mà để làm được thì điều đầu tiên là tu sửa cả ba kiếm thai, sau đó hợp nhất chúng lại với nhau. Đây là một quá trình tu hành dài vô song, thậm chí khó như việc từ con số không mà chứng được thiên tôn vậy. Hùng quan mạn đạo chân như thiết, như kim mại bộ tòng đầu Việt. Khi tôi nghĩ đến câu tô này, tôi đột nhiên nghĩ đến nhục thân thiên tôn của mình. Tất cả sinh cơ đều đã bị lứ thuần dương chặt đứt, thậm chí không để lại một dấu vết nào, cho dù tôi muốn chứng thiên tôn thì cũng không cách nào làm được. Đây là một vấn đề rất lớn. Lúc đó, Tuyết Dương cũng không có nhục thân, nhưng khi đó cô ấy đang ở quy khư, quy khư linh khí dồi dào, không thiếu sinh cơ. Đó là lý do tại sao tôi có cơ hội ngưng tụ cơ thể thanh liên cho cô ấy. Nhưng hiện tại, tôi chôn thân ở cổ địa hoang mạc Long Môn, nơi đây chỉ có tự ý, hoàn toàn không có sinh cơ. Điều may mắn duy nhất là cơ thể tôi không bị vỡ vụn kiếm khí của Lữ Thuần Dương bắt đầu phân tán từ bên trong, nên đã cho tôi được toàn thay. Điều tôi cần làm bây giờ là làm thế nào để thần hồn dung hợp với thi thể, đồng thời kích hoạt sinh cơ đã bị tiêu diệt. Thế nhưng, dù tôi cố gắng thế nào, thức thần cũng không thể tìm ra phương thức có thể dẫn ra bên ngoài huyền quan. chương 738, Cửu Lê Chiêu Hồn 2 Thức thần muốn quy vị, thì nhất định phải có thân thể tiếp nhận, tôi đã chết rồi, thì thức thần cũng chỉ bị giam giữ bên trong huyền quan, Tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của thế giới bên ngoài, nhưng thế giới bên ngoài lại không thể cảm nhận được tôi. Nói cách khác, mặc dù tôi chưa chết hoàn toàn, nhưng tôi đã biến mất khỏi tam giới. A Lê đã đỏ hoe đôi mắt, đưa tay chạm vào má tôi. Mái tóc dài đen nhánh của tôi xóa tung trên nền cắt đen, hai má tôi tím tái vì mất sinh cơ. A Lê đưa tay chạm vào mắt tôi và lặng lẽ khóc, nước mắt rơi trên mặt tôi. Tạo ẩn trên mặt cũng giản ruộng nước mắt, con bé cũng không biết tôi xảy ra chuyện gì, chỉ thấy kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Kiếm đến từ phía Tây Bắc, Tây Bắc là chiến trường của nhân đạo, luồng kiếm này không cần đoàn cũng biết là ai ra tay. Phong thập bát nói, thần kiếm miểu miểu, với tu vi của đạo tổ, cũng chỉ có kiếm khí của Lữ Thuần Dương mới có thể một kích giết chết ngài. bắc Minh Tú nói, làm sao Lữ Thuần Dương biết rằng đạo tổ ở đây? Bạch Như Sương hỏi, đừng quên, nhân đạo còn có tạ Lưu Vân, lục nhậm âm dương kiếm dò xét thiên cơ, cùng ở cổ địa hoang mạc Long Môn, thì tạ Lưu Vân có cơ hội khóa khí tức đạo tổ. Phong thập bát đáp, ta mặc kệ là ai động thủ, ta chỉ quan tâm Lan Ca ca có thật sự chết rồi hay không. A Lê lớn tiếng nói, A Lê vừa hỏi ra câu này, mọi người đều im lặng. Bởi vì chuyện này không thể xác nhận, bọn họ căn bản không cảm nhận được thần hồn của tôi, cũng không ai dám tùy tiện phán đoán sự sống chết của tôi. Phong chủ tiền bối, thân thể của Lan Ca ca còn có thể kích hoạt không? A Lê lại hỏi, Phong thập bát lắc đầu, bà ấy đã thử nhiều lần rồi thức thần bị nhốt ở huyền quan sinh cơ bị cắt đứt ngọn gió phục hồi không tìm ra được nguồn cơn của sinh cơ nên không thể kích hoạt thi thể của tôi không còn nghi ngờ gì nữa cơ thể tôi đã chết điều họ chỉ muốn xác nhận thần hồn của tôi có còn ở đó hay không được thôi bây giờ ta đi giết lữ thuần dương báo thù cho đạo tổ a à, lê nghiến răng nghiến lợi đứng dậy nói đại quân tinh nhuệ của nhân đạo ở hết nơi đó bây giờ ngươi đi khác nào đâm đầu vào chỗ chết đạo tổ có khí số trong người chưa chắc đã chết thật sự Phong Thập Bát ngăn cản cô bé nói: "Vậy thì đã làm sao?" A à Lê nhướng mày nói: "A Lê, muốn báo thù cho đạo tổ cần kế hoạch lâu dài, chúng ta trước tiên về quy khư đã." Bắc Minh Tú nói: "Cứ như thế mà đi về, ta không cam tâm." A à Lê đáp: "Ngay lúc này, Tạ ẩn nãy giờ vẫn im lặng đứng ở phía trước, lên tiếng: "Ta có một biện pháp có thể thử." "Phương pháp gì?" Phong Thập Bát lập tức hỏi. "Đạo tổ vốn sinh ra là nhân tộc, có lẽ ta có thể dùng cờ chiêu hồn của ta thử triệu hồn thần hồn ngài trở về." tạ uẩn đáp cờ chiêu hồn của nhân tộc viêm hoàng nhị đế đều đã nguyện trung thành thiên đạo nhân tộc làm sao còn cờ chiêu hồn đoạn lịch sử này người khác không biết phong thập bát từng là vị chính thần của thiên đình bà ấy tất nhiên nắm rõ nhân tộc có ba vị không chỉ viêm đế và hoàng đế có cờ chiêu hồn cái cô đề cập là cờ cửu lê của ma quân si vưu phong thập bát đã hòm hòm đoán ra thân phận của tạ uẩn trước đó ánh nhìn đăm đăm rực lửa nhìn về tạ uẩn hỏi đúng vậy tạ vân gật đầu Ngươi có biết tự ý sử dụng cờ chiêu hồn sẽ đem lại nguy hiểm cho nhân tộc cỡ nào không? Phong Thập Bát lại hỏi. Ta biết, chiêu hồn không phải là chuyện nhỏ, tế suất cờ chiêu hồn lại càng là một hành động nguy hiểm khôn lường. Bởi vì cờ chiêu hồn tượng trưng cho khí số, một khi có chuyện ngoài ý muốn, thì diệt phong sẽ là một đạo môn hay là cả một chủng tộc. Nếu đã biết, ngươi còn nguyện ý làm như vậy sao? Bởi vì ta biết rằng một mình ta không thể bảo vệ cả trăm triệu nhân tộc được. Đông Hải đình viện quần tinh bắt đầu. Từ Phúc và Khương Tuyết Dương ngồi đối diện nhau, trước mặt họ có một chiếc sa bàn, trong sa bàn đang suy diễn huyền cơ tại cổ đại hoang mạc Long Môn. Không chỉ tạ Lưu Vân có khả năng do thám thiên cơ, Từ Phúc cũng có. Việc tôi làm nhục lữ thuần dương ở thành cổ Huệ Viễn đã khiến Từ Phúc cảnh giác hơn, sau khi nói chuyện với Khương Tuyết Dương, họ đều cho rằng lữ thuần dương nhất định sẽ động thủ với tôi tại cổ địa hoang mạc Long Môn. Dưới sự trồng chéo của mệnh bàn tam tinh sát phá lang, thời khắc tôi bị chặt đứt sinh cơ, Khương Tuyết Dương đã cảm nhận được sự dao động bất thường của vận mệnh của tôi. Cô ấy biết rằng tôi có nạn sát thân, từ phúc cũng tính được tôi có nạn sát thân. Khương Tướng, cô dựa vào đâu mà cho rằng tạo ẩn sẽ bỏ mặc trăm triệu nhân tộc không lo, tế xuất cờ cửu lê, chiêu hồn cho đạo tổ. Từ phúc hỏi, rất đơn giản, tạo ẩn là đệ tử ma đạo, lẽ nào ma đạo ở trong lòng con bé so với toàn bộ nhân tộc còn quan trọng hơn sao? Ngày trận chiến phong thần kết thúc, cũng là lúc trời diệt chúng sinh. Nếu như ma đạo không còn, thử hỏi còn ai dưới thiên đạo mà có thể bảo vệ chúng sinh? Chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Chương 739, tôi chứng thiên tôn một. Hồn hề quy lai, đông phương bất khả dĩ thác tá. Quy lai hề, bất khả dĩ thác hề. Hồn hề quy lai, nam phương bất khả dĩ thác tá. Quy lai hề, bất khả dĩ thác tá. Cùng với lúc tạo ẩn niệm câu chú ngữ cổ xưa, cờ cửu lê chiêu hồn trong huyền quan không gió mà tự động. Cô bé luôn miệng gọi tên tôi thật to, như tiếng gọi từ quê nhà. Bên trong huyền quan, thức thần của tôi càng lúc càng bồn chồn, suýt nữa thì muốn thoát khỏi huyền quan. Tôi nhìn lên bầu trời, nhìn chằm chằm vào hướng của huyệt thần đình. Chỉ mong nơi đó có thể có một ánh sáng chiếu rọi, mở ra một cánh cửa sinh mệnh cho tôi, để tôi quay trở lại thế giới chính. Đạo tổ tạ lan, hồn đã trở lại. Cuối cùng, huyệt thần đình mở ra và đóng lại, dọi một tia sáng vàng kim vào huyền quan, như là ánh bình minh vậy. Cảm nhận được tiếng gọi của Bình Minh, thức thần của tôi ngự không bay lên, bay ngược chiều ánh sáng cho đến khi tôi phá vỡ huyền quan. Cảm giác đầu tiên là lạnh, lạnh buốt, lạnh đến thấu xương. Do là nhục thân đã mất hết sinh cơ nên thần hồn không thể hợp nhất, bây giờ thức thần của tôi đang trong trạng thái lang thang, thậm chí không có cả âm thân. Hồn lang thang không nơi nương tựa, đương nhiên sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Với nơi như cổ địa hoang mạc Long Môn đầy sát khí, ngoài sự lạnh lẽo ra, tôi còn cảm thấy đau đến xé lòng như thể thức thần của tôi sẽ bị gió cát thổi bay bất cứ lúc nào và sẽ biến mất bất kỳ lúc nào. Phong thập bát là người đầu tiên phát hiện ra tôi, ngay lập tức mở ra lĩnh vực bạo phong, bảo vệ thức thần của tôi trong tâm lĩnh vực. Cho dù gió bão bên ngoài có mạnh đến đâu thì tâm lĩnh vực cũng ở trong trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Sau khi lĩnh vực bạo phong được hình thành, A Lê nhanh chóng tập hợp sức mạnh nguyệt thần, một đạo ánh sáng xám trắng của mặt trăng chiếu lên người tôi. Gió trăng vô biên, lòng người đã trở nên trống rỗng thái cổ nguyệt ma và thái cổ phong ma sớm đã diệt phong ai có thể nghĩ tới vô số vạn năm sau phong nguyệt lần nữa dọi lên người có sức mạnh của phong nguyệt thức thần của tôi ổn định hơn bắt đầu từ từ rơi xuống bên dưới là thân thể tàn tạ của ta một mảnh lạnh lẽo mặc dù thức thần đã rời khỏi huyền quan nhưng nhục thân đã mất hết sinh cơ nên không thể để thức thần quy vị được tôi cố gắng một hồi lâu mà không có bất kỳ động tĩnh nào ngay khi tôi định bỏ cuộc đột nhiên phát hiện ra tim ma nơi lồng ngực thi thể lạnh lẽo khẽ đập vài nhịp. Ma từ tâm sinh, thần hôn tôi không chết, chỉ cần tim ma cảm ứng được, tôi sẽ thức tỉnh một sinh mệnh mới. Đây cũng là lý do mà đạo tạng ghi chép lại rằng tim ma khó mà trừ khử. Tâm ma khó trừ, tim ma cũng khó diệt, tim ma đã gửi đi một phản hồi, giống như một hòn đá ném xuống ao. Khi những vòng gợn sóng lan rộng ra, mặt nước mất đi sự tĩnh lặng. Sau đó gợn sóng càng lúc càng mãnh liệt, chuyển động càng lúc càng lớn, ao biến thành đại dương, gợn sóng biến thành sóng. Sóng nước nhấp nhô, hết đợt này đến đợt khác, dần dần trồng lên từ những đợt sóng nhỏ, cuối cùng trở thành những đợt sóng cao hùng vĩ, bất tận. Hạt giống sự sống đã kích hoạt lại thi thể, rồi sinh cơ cảm ứng theo đó mà lớn dần, thi thân tàn tạ đang ở trạng thái hồi phục nhanh chóng. Trong quá trình này, luồng gió hồi phục của phong thập bát và ánh sáng nguyệt thần đều bị tim ma hấp thụ và biến thành sức sống vô tận. Cũng không biết qua bao lâu, tim ma mới khôi phục trở lại sự ổn định, ngừng điên cuồng hấp thụ luồng gió hồi phục và sức mạnh nguyệt thần. Mà vào lúc này tôi cũng từ từ mở mắt, thấy tôi tỉnh dậy, A Lê vui mừng bật khóc, mọi người tràn ngập niềm vui, A Lê không phải là người duy nhất đỏ hoe mắt. Tôi xoa tóc A Lê, rồi nói với phong thập bát, phong chủ, hãy giúp tôi suy đoán phương hướng của đại quân nhân đạo. Người đã giết tôi là Lữ Thuần Dương, ông ta gần như đã thành công. Không chỉ có ông ta, tạ Lưu Vân cũng ra tay rồi. Nếu như không phải trước đó tôi ngưng tụ ra kiếm thai ma kiếm, cho dù lần này thoát khỏi từ kiếp, thì cũng phải chứng thiên tôn mới được. Đạo tổ, mà đạo thể yếu, không thích hợp trực tiếp xảy ra xung đột với nhân đạo, quân tử báo thù, 10 năm cũng không muộn. Bắc Minh Tú thuyết phục, trả thù, không, ta không tìm họ để trả thù. Tôi nói, vậy đạo tổ muốn tìm nhân đạo để làm gì? Bắc Minh Tú hỏi, chỉ là muốn trực tiếp cảm ơn Lữ Thuần Dương. Tôi đáp lại với nụ cười, Bắc Minh Tú cả đầu toàn sự bối rối, những người khác đều cũng hoang mang, chỉ có tạo ẩn, dường như đã mơ hồ đoán được điều gì đó vẻ mặt vui vẻ cô bé đã nhìn thấy tôi ngưng tụ kiếm thai quỷ kiếm tôi không giải thích nhiều với họ chỉ yêu cầu phong thập bát dùng gió mà theo dõi vị trí chính xác của đại quân nhân đạo khi bà ấy làm việc này tôi cũng không nhàn rỗi có một việc đáng lẽ tôi đã có thể từ lâu nhưng tôi mãi ôm giữ một ý niệm mà không thể hạ quyết tâm bây giờ tôi đã thỏa nguyện đã đến lúc thực hiện nó rồi ngạo phong giúp ta canh giữ vị trí của thanh long ở phía đông bắc minh tú âm là thủy thủy ở phương Bắc, người giúp ta giữ vị trí huyền vũ nơi phía Bắc. Lưu Phong Sương, Liễu Tri Nhung, hai người đắc đạo yêu, tim của yêu ở phương Tây, giúp ta canh giữ phương Tây vị trí Bạch Hổ. Lâm Thanh Thủy, Bạch Phô Nhai, hai người sát tính nhập cốt, tham lam như lửa, giúp ta canh vị trí chu tước phương Nam. A Lê, nếu lát nữa có thần niệm rình mò, người cứ việc giết. chương 740, Tôi Chứng Thiên Tôn 2 Tạo ẩn, nếu ta có chuyện gì, tiếp tục tế cờ cửu lê, đem thần hồn của ta đưa vào huyền quan nhớ lấy ngươi chính là sinh cơ của ta nghe tôi nói vậy mọi người mới biết tính chất nghiêm trọng của vấn đề bắc minh tú hỏi đạo tổ người định làm gì ta muốn chứng thiên tôn đạo thất sát của tôi sớm đã có thể viên mãn nhưng chỉ vì cơ duyên thần kiếm khó khăn tìm mãi không được mới bị tôi cưỡng chế áp chế lại bây giờ thì không vấn đề gì nữa với kiếm thai thần kiếm tôi căn bản không cần bất kỳ cơ duyên thần kiếm nào nữa kiếm thai vốn mang phương pháp tu hành Nghe tôi muốn chứng thiên tôn, mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Kể từ khi theo chân Khương Tuyết Dương đến Trung Nam để học đạo đến nay, thiên tôn đã trở thành giấc mơ xa vời nhất trong lòng tôi. Đại đạo khó tìm, thiên tôn khó chứng. Ma đạo không nhiều thiên tôn, mỗi một người đều rất quý giá. Ngay cả ngày nay khi có nhiều cơ duyên xung quanh, thiên tôn vẫn là sự cân nhắc lớn nhất để đo lường sức mạnh. Chúng thần vô số, sáng như sao trời, nhưng thiên tôn lại lác đác vài mống. Vào thời đại mặt Pháp, thiên tôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bởi vì trong thời đại đó, thiên tôn sẽ không bao giờ xuất hiện ở nhân gian. Vậy nên, ngày đó chiến ở Đàm Cửu Long, khi lưu phong thiên tôn ngã xuống, đã gây ra một dư âm lớn như vậy, chấn kinh đạo môn trong thiên hạ. Đến sau này, với sự gia tăng của cơ duyên và sự rộng rãi của thiên đạo, thiên tôn mới chuyển từ huyền thoại sang hiện thực. Tôi vẫn nhớ, ngày biết được thùy hỏa chứng thiên tôn, trong lòng vui mừng biết bao. Sau đó, A Lê Phong Thần, Kiêm Hà có được sức mạnh của thiên tôn, hai đại sát thần chứng thiên tôn, Bắc Minh Tú chứng thiên tôn, rồi đến ma đạo thất thải Minh Vương và tiếu ca thiên tôn quý vị. Thiên tôn của ma đạo ngày một nhiều hơn, không chỉ thiên tôn mà sau này còn có cả lực chiến đạo tổ nữa. Thủy kỳ lân yến tháp, nguyên phượng tổ sư hy hòa. Chỉ có tôi, cho tới bây giờ, tu vi của tôi vẫn dừng ở cảnh giới đỉnh cao nửa bước thiên tôn, mặc dù lực chiến của tôi đã đạt tới cấp bậc thiên tôn mạnh nhất. Thất sát, kẻ tạc náo loạn thế giới. Câu tiên chi nào trong lòng tôi không biết đã âm thầm lặp lại bao nhiêu lần nữa, mãi đến hôm nay mới có tư cách nói ra. Tôi chứng thiên tôn không phải là chuyện nhỏ, bởi do mệnh bàn sát phá lang sẽ vì đạo thất sát viên mãn mà xảy ra biến chuyển, mà biến đổi này thì cả tam giới ai cũng đều cảm nhận được. Có thể hình dung rằng, sức mạnh mệnh bàn sát phá lang sẽ vì tôi chứng thiên tôn mà trở nên vững chắc và mạnh mẽ hơn. Nếu như Thùy Họa nhận lại thân phận tướng phá quân, thì sau khi tôi chứng thiên tôn, khí số ma đạo sẽ lập tức tăng vọt vì thế mà khi tôi chứng thiên tôn phải hết sức cẩn thận cổ địa hoang mạc long môn không phải là một nơi an toàn nhưng tôi không muốn chờ đợi lâu hơn nữa muốn tranh lấy cơ duyên si vưu phải khi tôi chứng thiên tôn thì mới có cơ hội vào thời điểm đó mặc dù thái cổ tam kiếm đạo không thể hợp nhất nhưng ba kiếm thai sẽ vì viên mãn đạo thất sát mà có được thêm một bước tăng trưởng nữa dù đó là quỷ kiếm mà kiếm hay thần kiếm thì cũng sẽ có thêm được sức mạnh không chỉ tăng về kiếm đạo mà cả sức mạnh thể chất linh hồn huyền quan, thần niệm, chân khí và thậm chí cả số mệnh của tôi cũng sẽ được cải thiện theo. Nói một cách đơn giản, thiên tôn là một cảnh giới hoàn toàn mới và là một điểm khởi đầu hoàn toàn mới. Trong cảnh giới mới này, tất cả những cơ duyên trước đây của tôi, tất cả những cảm mộ tu hành của tôi đều sẽ được sắp xếp lại, tạo ra những thay đổi mới. Đạo thất sát vốn rất khó viên mãn, lại bị tôi áp chế lâu đến vậy mới viên mẫn, hoàn toàn có thể tưởng tượng, một thiên tôn như tôi tuyệt đối không thể so sánh với thiên tôn bình thường được cái gọi là lai giả bất thiện thiện giả bất lai thất sát kẻ tặc làm loạn thế gian theo cùng lời sấm ngữ này huyền quan dung chuyển dữ dội thức thần thông suốt ánh sáng chiếu rọi nhục thân lấy tim ma là đầu nguồn lại tràn đầy một sức sống mới vô cùng mạnh mẽ biến thành một luồng nhiệt không ngừng gột rửa gân cốt nội tạng và lục phủ ngũ tạng của tôi thiên tượng đã đổi gió trở nên dữ dội hơn sấm sét nổi lên giật chấp loạn xạ nổ tung khắp trốn gió không thể xua tan cắt đen chỉ thổi về tiếng thuốc thít, nghe như quỷ khóc. Mà đạo tổ sư chứng thiên tôn, chư thần nên khóc. Lưu Vân sư đệ, xảy ra chuyện gì thế? Lữ thuần dương hỏi, tạ lan hắn, hắn còn chưa chết. Mau giúp ta xác định vị trí thần hôn, hôm nay ta át giết hắn. Lữ thuần dương ngắt lời ông ta, sốt sáng nói. Không cần nữa đâu sư huynh, tại sao, tạ lan hắn đã chứng thiên tôn rồi. Trường 741, ba tầng kiếm hải một. Vào khoảnh khắc khi đạo thất sát viên mãn, tôi chỉ cảm thấy một chấn động lớn từ thức hải truyền đến như thể bị xét đánh tiếp đó là cảm giác ngây ngất hân hoan từ sâu thẳm tâm hồn xuân lôi kinh chập vạn vật phát triển giải thích câu xuân lôi kinh chập nghĩa là sấm mùa xuân làm kinh động côn trùng sức mạnh hoàn toàn mới được tạo ra từ tim ma sau đó lan khắp cơ thể đạo thất sát nguyên lực long mạch cỏ long diên công lực tu hành linh khí trời đất ảnh hưởng của cờ chiêu hồn ba kiếm thai thức thần huyền quan Tất cả cơ duyên của tôi trong quá khứ, tất cả những trận chiến và lễ rửa tội của sự sống cùng cái chết, tất cả đều được tính toán vào thời điểm này. Khoảnh khắc tôi có chứng thiên tôn, tôi nhận ra rằng thiên tôn không chỉ là đề cập đến cảnh giới và trình độ tu luyện. Đó là một trạng thái hoàn toàn mới của sinh mệnh. Dưới thiên tôn, vạn vật là cỏ rác, cảm giác bây giờ của tôi chính là như vậy. Ngũ cảm, lục giác rộng mở hơn trước, trời đất không còn minh mông và không còn sợ hãi bởi bao la những điều chưa biết. Tôi đắm chìm trong trạng thái hoàn toàn mới này, cẩn thận cảm nhận những thay đổi trong cơ thể mình và dần dần, sự chú ý của tôi tập trung vào huyền quan. Huyền quan vẫn là một mảng mờ mịt, nhưng đã rõ ràng hơn so với trước kia. Ánh trăng không còn thành từng sợi mà cô đọng lại thành một vầng trăng tròn trắng như tuyết trên nền trời. Có trăng sáng, cũng có sao trời, ngắm trăng sao sáng tỏ mới biết huyền quan của mình vẫn luôn là ở lúc bình minh, dạng đông. Trước đây không biết bởi vì huyền quan rộng lớn và tôi không thể nhìn thấy sự luân phiên của ngày đêm huyền quan của mỗi người là khác nhau có người là ban ngày vô tận có người có đêm dài vô biên nhưng huyền quan của tôi là khoảnh khắc giao nhau giữa đêm và ngày bình minh ló dạng bình minh ló dạng cũ và mới giao thoa có thể nói là sống trong quá khứ cũng có thể nói là sống trong tương lai nghĩ đến đây tôi nghĩ đến việc từ phúc xem bói cho mình tôi đã viết một chữ chính ông ta bảo rằng chính vừa là mở đầu cũng là kết thúc có đầu có kết vậy là viên mãn tương tự như vậy bình minh ló dạng cũng tượng trưng cho sự khởi đầu và kết thúc quá khứ và tương lai cùng tồn tại tôi không biết chính xác điều này có nghĩa là gì bình minh sau bóng tối hay bóng tối trước bình minh sau khi đắm chìm trong huyễn tưởng này một thời gian dài tôi rút lại suy nghĩ của mình và nhìn vào cờ chiêu hồn của ma đạo cờ chiêu hồn vẫn thờ ơ và lặng lẽ như thế không vì tôi chứng thiên tôn mà tăng trưởng khí số nhưng tôi đã cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào bên trong cờ chiêu hồn chỉ là chúng còn chưa thức tỉnh, bởi vì thùy hỏa. Tiếp đó, tôi bắt đầu tập trung vào xem kiếm thai thần kiếm, ma kiếm, quỷ kiếm. Thay đổi rõ ràng nhất chính là ma kiếm, thất sát và sự điên cuồng của ma kiếm có thể dung hợp hoàn hảo. Sau khi tôi chứng thiên tôn, kiếm thai của ma kiếm cũng phát triển rõ ràng nhất, thân kiếm cũng đã được sửa chữa khoảng 7 phần. Điều này có nghĩa là khả năng viên mãn ma kiếm chỉ còn lại 3 phần nữa mà thôi. Kiếm đạo không có giới hạn, đừng nói là 3 phần, cho dù chỉ còn một phần, rất có thể là cả đời cũng không thấy được kết quả. Ma kiếm đã hồi phục 7 phần, quỷ kiếm là 6 phần, thần kiếm căn bản không hề động đậy, vẫn duy trì hình dáng ban đầu của anh hùng kiếm, ước chừng 3 phần. Sau khi chứng thiên tôn, sức chiến đấu hiện tại của tôi đã trải qua một sự thay đổi hoàn toàn mới. Do rằng giờ đây thần hồn đã cường đại hơn, thần niệm cũng lớn mạnh hơn, nên tôi đã có thể chịu được 3 tầng kiếm hải. Kiếm hải quỷ kiếm, kiếm hải ma kiếm, kiếm hải thần kiếm. Trước đó, tôi chỉ có thể triệu hồi một tầng kiếm hải. Điều này có nghĩa là nếu tôi có điều kiện triệu ba tầng kiếm hải, tôi có thể tiêu diệt một đại quân 10 vạn chỉ bằng một cái búng tay. Ma kiếm thao thao, kiếm hải ẩn dưới lòng đất, thần kiếm miều miều, kiếm hải ẩn hiện trên bầu trời. Quỷ kiếm u u, kiếm hải ẩn trong hư không, ba tầng kiếm hải trồng chất, đan sen vào nhau, hoàn toàn có thể tạo thành cấm địa cho thiên tôn, dưới đạo tổ, kẻ nào xâm nhập sẽ chết. Đến lúc này, Tôi mới hiểu vì sao Ma đạo tổ sư ít khi bổn tôn tham chiến trận phong thần rồi. Bởi vì sức hủy diệt quá mạnh, là tai họa cho muôn loài, nhưng bản thân sinh mệnh cũng đáng trân trọng, sát sinh là nguồn tội. Sau khi hiểu được sức mạnh của Kiếm Hải, tôi muốn thử ngự Long quyết của mình. Bắc Minh tướng quân, mượn kiếm của ngươi dùng một chút. Tôi nói, anh hùng chi kiếm của tôi đã bị Lữ Thuần Dương phá hủy, muốn triệu hồi kiếm khí cự long thì chỉ còn cách mượn kiếm của ông ấy. Tuy kiếm của Bắc Minh Tú được làm bằng Hàn Thiết U Minh, hàn lạnh thấu cốt, lại kiên cố khó phá vỡ. Tôi đi đến chỗ sâu của hẻm núi Phong Thạch, thần niệm vừa chuyển, sau kiếm khí cự long lập tức xuất hiện từ mũi kiếm. chương 742, ba tầng kiếm hải 2. Lần này, kiếm khí cự long cũng có những thay đổi hoàn toàn mới, dựa vào thuộc tính của mỗi con mà phân định ra thành những ý nghĩa kiếm đạo khác nhau. Phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân, dược long tại huyên, ý tại cử thiên. Phi Long và Dược Long hấp thụ đạo của thần kiếm, chiến Long tại giã, kỳ huyết huyền hoàng, kháng long vô hối, thuần dương toàn thịnh, chiến long và kháng long hấp thụ đạo của ma kiếm, tiềm long vật dụng, phi giả kỳ chính, dịch long vô cứu, trung nhật càn càn, tiềm long và đề long hấp thụ đạo của quỷ kiếm. Trước đây, khi tôi triệu tập 6 con rồng, chủ yếu là dựa trên kiếm đạo, cùng lắm là có thêm vài phần tinh diệu của quỷ kiếm. Sau khi chứng thiên tôn, thuộc tính của 6 con rồng cũng đã được tổ chức lại hoàn toàn, mỗi con mang một loại kiếm đạo và mỗi con đều có sự phân chia riêng sức mạnh tổng thể đã được cải thiện rất nhiều. Trong số 6 con rồng, mạnh nhất là Chiến Long và Kháng Long, bởi vì thành tựu ma kiếm của tôi là nhiều nhất, Chiến Long và Kháng Long giờ đây mỗi con đều sở hữu lực hủy diệt cấp bậc thiên tôn. Phi Long và Dược Long là yếu nhất, bởi vì thành tựu thần kiếm của tôi kém nhất hết thảy, nhưng sau khi hai con rồng này kế thừa đạo thần kiếm, linh động phi phàm, tốc độ nhanh nhẹn như sấm chấp, căn bản là không thể nắm bắt được hành tung, lực chiến thực tế chỉ có tăng hơn so với trước chứ không sụt giảm. Còn về tiềm long và dịch long cũng thế, tiềm long vốn không dễ xuất đầu lộ diện, sau khi kế thừa đạo quỷ kiếm, tiềm long thậm chí còn khó nắm bắt hơn, đòn tấn công bất ngờ chết người đến cấp bậc thiên tôn cũng khó cản. Dịch long là dòng thủ hộ, bình thường cũng không tự mình tham chiến, chỉ dùng để chống lại sự chém giết cấp bậc thiên tôn cho tội, trừ khi tôi toàn lực tấn công, thì mới cho dịch long suốt trận giết địch. Sau rồng cùng nhau xuất hiện, kèm theo ba tầng kiếm hải. Hẻm núi phong thạch hoàn toàn bị chi phối bởi kiếm khí, không có gì không thể giết và không có gì không thể chém. Bắc Minh Tú, hai đại sát thần, A Lê, Ngạo Phong, Liễu Chi Nhung, Tạo Ẩn và bảy người khác đều nhìn nhau ngơ ngác. Không thể nói nên lời, mà đây chưa phải là kết thúc. Bởi vì át chủ bài mạnh nhất hiện tại của tôi hoàn toàn không phải là thứ họ đang nhìn thấy, mà là kiếm pháp do đích thân tôi thể hiện. Hình kiếm khí giờ đã trở thành ngoại vật của tôi, chỉ được dùng để triệu hồi kiếm hải và kiếm khí cự long, hoặc để tiêu diệt những sự tồn tại cấp thấp bây giờ lá bài mạnh nhất của tôi là cực đạo sát kiếm do ba kiếm thai hình thành nên cho tôi kiếm bách binh chi tổ sát phạt chi binh cái gọi là cực đạo sát kiếm là chỉ tất sát chi kiếm không có sơ sót suốt kiếm vô hối khi loại kiếm pháp này được thi triển kiếm thai ở huyền quan sẽ ngay lập tức phản ứng mỗi một kiếm đều chứa chân trương của đại đạo hoàn hảo hoàn hảo và đương nhiên cũng sẽ sở hữu sức hủy diệt cực mạnh về phần nó mạnh đến mức nào cho dù không bằng sinh ra đã là kiếm như lữ thuần dương nhưng phỏng chừng cũng không tranh lệch bao nhiêu cường đại của lữ thuần dương nằm ở chuyên môn của ông ta ngoại trừ kiếm tâm không tạp niệm sức mạnh của tôi nằm ở phương pháp tấn công phong phú khi nói đến chiến đấu quy mô lớn sức mạnh hủy diệt của lữ thuần dương kém xa tôi nếu không phải thế thì năm đó mà đạo tổ sư đã không thể dưới tay của nhân tiên hai đạo mà giành lấy được một phần giang sơn cho ma đạo thậm chí còn lội ngược dòng mà phất lên kiếm khí tung hoành ba vạn dặm một kiếm có thể chặn hàng triệu sư đoàn đây mới là mục tiêu ma đạo tổ sư về phần đơn thân quyết đấu ma đạo có phá quân hộ pháp thiên tôn của năm đó là đủ rồi một đao huệ nguyên tịch tà cuối cùng của thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn có thể chảm đạo tổ sau khi hiểu được sự thay đổi trong sức chiến đấu của tôi và tu hành kiếm đạo tôi đã trả lại thanh kiếm cho bác minh tú những người đằng sau rõ ràng là chưa thể định thần trở lại đạo tổ hay người giữ lại dùng bác minh tú cau mày hỏi không kiếm của ngươi không thích hợp với ta tôi đáp đạo tổ có tam kiếm đạo thái cổ trong người kiếm khí quỷ dị đa biến lại huy dũng không thôi chỉ sợ lại khó tìm được một kiện binh khí thích hợp nữa bắc minh tú cảm khái vô hạn nói có một thanh kiếm phù hợp với đạo tổ tạo uẩn nói kiếm gì bắc minh tú hỏi thuần quân thuần quân đại diện cho khí số nhân tộc ngươi nữa nhưng từ phúc không nỡ bắc minh tú nói chỉ cần tôi có thể lấy được ma đạo thì thuần quân có thể xem như là thù lao trả cho ma đạo còn về khí số nhân tộc thì tôi có thể chuyển từ cờ cửu lê lên thanh ma đao được tạ vân đáp. Ý kiến hay đấy, tôi nghe đến lay động, đang nói chuyện, phong thập bát hiện thân trên không trung. Phong chủ, có động tính gì của nhân đạo không? Tôi hỏi, đạo tổ, nhân đạo và tiên đạo đều ở hẻm núi Hắc Nham cách nơi này 500 dặm về phía tây. Phong thập bát nói, nhân đạo và tiên đạo đang ở cùng nhau, long khôi đều bị tiêu diệt, long môn xuất thế rồi. Nhanh thế sao? Nói xong, chúng tôi lập tức mang theo nhóm ma đạo đến hẻm núi Hát Nham. Dưới sự chúc phúc phong thần của phong thập bát, sau nửa giờ, một nhóm tám người chúng tôi đã đến vùng ngoại ô của hẻm núi Hát Nham. Nhìn từ xa, hai đại quân của nhân, tiên xếp hàng dày đặc ở hai bên hẻm núi, ở chỗ sâu trong hẻm núi, lòng môn hùng vĩ đang treo lơ lửng giữa hẻm núi. Nhìn thấy chúng tôi, gần như không có ngoại lệ, các thủ lĩnh của nhân, tiên hai đạo đều đã khóa thần niệm của họ lên người chúng tôi. Đặc biệt là Lữ Thuần Dương. Chương 743, gửi lời cảm tạ đến Thuần Dương một Nhân đạo do Trương Đạo Lăng, Lữ Thuần Dương, Tạ Lưu Vân cầm đầu. Cửu đại hộ pháp Thiên Tôn, Tây Nhạc Đại Đế, Ngũ Lôi Tôn Giả, 36 lôi tướng và một đám chiến tướng của Hàm Cốc Quan. 30 vạn đại quân của Nhân đạo hiện tại chỉ còn lại 10 vạn, lôi binh tinh nhuệ bị tổn hao hơn một nửa. Xem ra trận chiến với Long Khôi đã khiến cho Nhân đạo tổn thất không nhỏ, chiến lược tổng thể đã giảm bớt chỉ còn lại 1/3. Về phía Tiên đạo, binh lực biến hóa không lớn, chủ yếu là do tài năng quân sự tài tình của mộ dung nguyên duệ và uy năng của trận pháp. So sánh trước sau trên dưới thì hiện tại binh lực của tiên đạo và nhân đạo đang ngang hàng nhau. Cổ địa hoang mạc Long Môn có tất cả 10 vạn Long Khôi hai đạo nhân thiên tổng cộng giết được hơn 9 vạn số còn lại do Bắc Minh Tú và A Lê bọn họ săn giết. Trong đó có hơn 3.000 phệ hồn Long Khôi là do tôi và Tạ Uẩn liên thủ giết chết. Sau khi Long Khôi chết hết thì Long Môn xuất thế. Long Môn nguy nga cao lớn, cánh cửa đen kịt điêu khắc hình vạn long rời biển. Vượt qua long môn có thể tiến vào long mộ cũng chính là thành phố cự long. Hoang mạc long môn trước giờ vẫn luôn cần cỗi, long cốt long lân long nguyên đều bị phong hóa theo thời gian, cơ duyên chân chính ẩn giấu ở bên trong thành phố của cự long. Bao gồm cả thanh ma đao của si Vu và binh chủ chiến kỳ. Bên trong thành phố cự long không chỉ có cơ duyên to lớn bằng trời mà còn có sự nguy hiểm tương đương với nó bởi vì bên trong có phòng ấn hồn của cự long mỗi một hồn cự long đều có chiến lược thiên tôn truyền thuyết còn nói bên trong có hồn của long thần hồn của long thần thì có chiến lược lên đến cảnh giới trí cường thiên tôn những thứ này vẫn chưa phải là đáng sợ nhất thứ đáng sợ nhất chính là ý chí tàn hồn của ma quân si vu chỉ là đã trôi qua mấy ngàn năm ý chí tàn hồn của si vu còn lại được bao nhiêu sau khi long môn xuất thế hai đạo nhân tiên liền đi đến hắc nham hạp gốc rằng co qua lại ai cũng không cho phép đối phương tự tiện tiến vào đương nhiên đối mặt với sự nguy hiểm không biết trước được thì cũng chẳng ai dám tự tiện xông vào lúc chúng tôi đến thì trương đạo lăng đang cùng mộ dung nguyên duệ thương lượng chuyện vào long môn khi nhìn thấy chúng tôi thì một đám người đứng đầu của hai đạo nhân tiên mới hồi phục tinh thần lại rời sự chú ý đến trên người chúng tôi trương đạo lăng người đứng đầu tứ đại thiên sư lần này là thống soái của tam quân nhân đạo vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh như cũ tạ lưu vân cũng bảo dưỡng vô cùng tốt chỉ có Lữ Thuần Dương khi nhìn đến tôi thì sát ý lành lạnh phóng thẳng đến không hề che giấu một chút nào. Ngoại trừ phẫn nộ còn có một tí xíu khiếp sợ, một đạo kiếm khí hắn chém vào sinh cơ của ta, cho dù thần hồn không có việc gì thì cũng không nên hồi phục sinh cơ về như cũng nhanh như vậy. Ma đạo là một đám điên, nhưng tuyệt đối không phải là một đám ngốc. Tính cả tạo ẩn thì nhóm chúng tôi cũng chỉ có 10 người, nếu thật sự muốn động thủ thì trong vòng vài phút đã bị đạo quân của nhân đạo hủy diệt, một người cũng khó mà chạy thoát được cho nên hiện tại không phải là lúc chờ mặt với bọn họ. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Long Môn vừa mới xuất thế, thời gian hiện tại vẫn còn sớm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bái kiến Trương Thiên Sư tôi tiến đến trước mặt Trương Đạo Lăng nói. Phúc sinh vô lượng thiên tôn Trương Đạo Lăng hơi hơi gật đầu. Lúc trước khi ta ngộ đạo ở phong thành hạp cốc từng có một kiếm đến từ phía tây kiếm khí như cầu vồng, kiếm này có xu thế thấm nhuần cửu trọng thiên không biết là do vị thiên tôn nào của nhân đạo ra tay tôi hỏi lời này của ma đạo tổ sư là có ý gì trương đạo lăng nhàn nhạt hỏi lại ha ha không có gì chỉ là muốn trực tiếp cảm ơn một tiếng cảm ơn đạo kiếm khí này làm ta có được cảm mộ rất sâu nói nghiêm trọng hơn một chút thì là có công giúp ta có được tạo hóa cơ duyên to lớn đến không thể nào tưởng tượng được tạ lan không phải là người vong ân phụ nghĩa xin biết được danh tính của ân công để tạ lan có thể dùng lễ tối đãi biểu đạt cảm kích nói xong Ánh mắt của tôi như vô tình lại như cố ý quét ngang Lữ Thuần Dương rồi khom người hành lễ với Trương Thiên Sư. Thật tâm thật ý vô cùng thành khẩn, tôi là Ma đạo tổ sư Trương đạo lăng có vô lễ đến mức nào cũng không dám nhận lễ này, liền nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy. Khóe môi của Tạ Lưu Vân hơi giật giật, ánh mắt liếc về phía Lữ Thuần Dương. Còn gương mặt của người đó thì lại âm trầm lạnh lẽo, cứ như muốn chảy ra nước tới nơi. Nhân đạo chắc chắn sẽ không thừa nhận đạo kiếm khí này là do bất cứ người nào bên họ xuất ra. Nếu như tôi thật sự chết rồi thì nhân đạo có liều mạng cũng có thể cam tâm tình nguyện quyết chiến với ma đạo. Một kiếm giết chết ma đạo tổ sư liền có thể vang danh muôn đời. Mấu chốt là tôi vẫn chưa chết, đến đây thì khó xử rồi. Lữ thuần dương ra tay đánh lén, nếu như thừa nhận thì cái vết nhơ này cả đời cũng không rửa sạch được. Vậy nên cho dù tôi ép buộc thế nào thì nhân đạo cũng không có ai dám nói một lời. Chỉ cần không thừa nhận thì chẳng ai có biện pháp nào đứng ra làm chứng kiếm khí hư vô thoáng qua tức thì không để lại dấu vết, cho nên cũng chẳng có cách nào chứng minh là do Lữ Thuần Dương xuất kiếm. Nhưng mà người của nhân đạo không nói chuyện không có nghĩa là những người khác đều là người câm. chương 744, gửi lời cảm tạ đến Thuần Dương 2. Trong thời khắc có chút phi diệu này thì mộ dung nguyên duệ của nhân đạo mở lời nói chuyện. Cái mà mộ dung nguyên duệ tu chính là đạo của chiến thần, nhìn thấu tiên cơ, nên sớm đã nhìn rõ chân tướng của chuyện này. Thân là tổ sư của tiên đạo, Cô ấy ước gì ma đạo và nhân đạo lật mặt càng sớm càng tốt để cho tiên đạo còn có đủ thời gian để giải quyết loạn từ bên trong. Ngoài ra thì mộ dung nguyên duệ còn có thù với Lữ Thuần Dương. Lần đó ở Đông Hải Lữ Thuần Dương muốn ra tay với tôi, mộ dung nguyên duệ có ý bảo vệ tôi liền bị hắn đánh đến xém chút nữa là trọng thương. Hiện tại chứng kiến Lữ Thuần Dương uy danh hiển hách tam giới chịu thiệt, cô ấy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nghe nói mà đạo tổ sư bởi vì không có được cơ duyên thần kiếm nên mới chậm chạp không chịu chứng thiên tôn không biết chuyện này là thật hay giả. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, không sai, thần kiếm mơ hồ cơ duyên cũng mơ hồ. Cũng bởi vì như vậy nên ta mới đặc biệt muốn tìm được ân công ban thưởng cho ta cơ duyên thần kiếm. Nhờ đạo kiếm khí này của hắn, ta mới có được cơ duyên thần kiếm còn mượn nhờ lực của anh hùng chi kiếm ngưng tụ ra thần kiếm kiếm thai. Chúc mừng ma đạo tổ sư ân tình như vậy đúng là nên cảm ơn trực tiếp Mộ Dung Nguyên Duệ nói. Đúng vậy, ta đến đây cũng là vì muốn bày tỏ sự cảm kích trong lòng đối với kiếm thần vô danh không ngờ ân công cao thượng, làm việc thiện không để lại danh tính. Tôi tiếc nuối nói, tại sao ma đạo tổ sư lại có thể chắc chắn đó là kiếm cho nhân đạo xuất ra mộ dung nguyên duệ lại hỏi. Một kiếm này có thanh thế to lớn muôn hình vạn trạng người có thể sử dụng kiếm khí bậc này thì lĩnh mộ thần kiếm ít nhất cũng phải ở cảnh giới trí cường thiên tôn. Dựa theo sự hình dung của ma đạo tổ sư thì chủ nhân của đạo kiếm khí này không hề khó đoán mộ dung nguyên duệ mỉm cười nói, Mặc dù đã biết rõ tôi cùng cô ấy đã không còn khả năng nữa, nhưng mà chứng kiến khuôn mặt tươi cười quen thuộc nội tâm tôi vẫn rung động như cũ. Khung cảnh hoang đường ở đá tam sinh năm đó đời này khó mà quên được. Kính xin tiên đạo tổ sư chỉ điểm cho, ngoại trừ kiếm tiên ra còn có thể là ai được nữa mộ dung nguyên duệ liếc nhìn Lữ Thuần Dương nói. Không, không thể nào, ta và kiếm tiên còn có thù hận chưa giải hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ tặng cơ duyên cho ta tôi trước tiên ra vẻ kinh ngạc, sau đó liền lắc đầu nói. Một màn vừa hỏi vừa trả lời này của chúng tôi đoán rằng đã khiến Lữ Thuần Dương tức đến hộp máu. Thấy vậy, tạ Lưu Vân không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, chủ động chuyển hướng chủ đề, Long môn xuất thế mở ra thành phố Cự Long, không biết ma đạo tổ sư có tính toán gì không. Cũng giống như lần ở quy khư vậy, muốn theo hai nhà các người vào trong mở rộng tầm mắt. Tôi vừa nói vậy, khóe miệng của tạ Lưu Vân lại không nhịn được mà run lên. Tiếp đó, mộ dung nguyên rể cũng dùng vẻ mặt phức tạp mà nhìn tôi, biểu cảm vất vả lắm mới hòa hoãn một chút cũng trở nên lãnh đạm. Không nhắc đến quy khư còn đỡ, vừa nhắc đến quy khư chính là đánh thẳng vào mặt hai người họ. Sao vậy, hai người không hoan nghênh ngà, tôi hỏi, chỉ sợ ma đạo không có tư cách tiến vào lữ thuần dương lúc này rốt cuộc cũng nói chuyện rồi, nhẫn nhịn hết cả nửa ngày sát ý sớm đã nồng đậm đến cực điểm. Còn ý kiến của tiên đạo tổ sư thì sao, ma đạo đúng là thật sự không có tư cách mộ dung nguyên duệ lạnh lùng nói. Ai ra, xem ra tình hữu nghị của chúng ta ở quy khư đã hết rồi bất quá nếu như đã đến rồi ta vẫn muốn vào trong xem một chút phong chủ truyền tin cho khương tướng giúp ta nếu như ta chết ở bên trong long thành thì không có liên quan gì đến người khác hết tuân mệnh phong chủ truyền tin khương tuyết dương lập tức liền có thể nhận được mộ dung nguyên duệ liếc nhìn tôi thật sâu rồi quay về trận doanh tiên đạo cả hai đạo nhân tiên đều không muốn ma đạo vào trong tranh thủ cơ hội nhưng mà lời hứa của tôi khiến bọn họ không có lý do nào để cự tuyệt được đổi cách nói khác thì là tôi dùng an nguy sống chết của bản thân để mua một tấm vé vào cửa cho ma đạo chỉ cần ở bên trong long thành thì hai đạo có thể tùy ý ra tay đối với tôi ma đạo cũng sẽ không vì chuyện này báo thù cơ hội như vậy cả hai đạo nhân tiên đều không muốn bỏ qua sau khi trận chiến ở hạ lan sơn kết thúc ma đạo đã đem đến cho hai đạo nhân tiên cảm giác bất an mãnh liệt mệnh bàn sát phá lan tổ long nguyên phượng thủy kỳ lân tổ đình quy khứ mỗi một cái ở phía trên đều có thể giúp đỡ ma đạo ngưng tụ vô số vận số một ma đạo như vậy ai mà không lo lắng tạ lưu vân có thể nhẫn tâm giúp đỡ lữ thuần dương giết tôi chứng tỏ hắn đã nhận thức đến được sự uy hiếp của ma đạo đáng tiếc ma đạo xưa không bằng nay nhân tiên hai đạo chỉ có thể âm thầm ra tay không dám đối mặt chính diện súng bắn chim đầu đàn ma đạo là một đám điên ai cũng không muốn là người hứng chịu lửa giận của đám điên này đánh đúng là có thể đánh thắng được nhưng cái giá thảm khốc phải trả thì không phải ai cũng muốn chịu. Vậy nên khi mà tôi dùng sống chết làm lời hứa thì bọn họ khẳng định không muốn bỏ lỡ cơ hội này. chương 745, thành phố Cự Long 1 Long Môn đã mở ra từ lâu hai đạo nhân tiên cũng vì việc sắp xếp người vào bên trong tìm kiếm cơ duyên mà tiến hành thương lượng. Bọn họ căn bản không có ý định để cho ma đạo tiến vào phân một chén canh, ma đạo chỉ có 10 người nếu như họ không đồng ý thì ma đạo căn bản không thể vào được, nhưng lại chẳng có ai nghĩ đến tôi sẽ dùng sống chết của bản để đổi lấy tư cách vào thành cho ma đạo. Lời nói của ma đạo tổ sư rất có trọng lượng, bia thất sát năm đó đã có thể thể hiện rõ vấn đề. Kế tiếp, hai đạo nhân tiên bắt đầu sàng lọc tuyển chọn chiến tướng tinh anh có đẳng cấp cao để tiến vào Long môn. Về phần Long Mộ hay còn gọi là thành phố Cự Long này thì cả tam giới đều không có tư liệu rõ ràng, chỉ biết rằng bên trong vô cùng hung hiểm đến cả thiên tôn cũng có thể bị táng thân nơi đây cự long có chiến lực của thiên tôn còn long thần thì có thể so được với trí cường thiên tôn. Sivu lúc còn sống chiến lực còn trên cả chiến thần hình thiên, cho dù ý chí hiện tại không còn lại được bao nhiêu thì cũng là tồn tại ở cấp bậc đạo tổ. Mấu chốt là những thứ này đều là vong hồn, lòng khôi bình thường đã là thứ mà thuật pháp khó có thể làm thương tổn được, huống chi thứ như những vong hồn không chết này thì lại càng là cấm kỵ đối với phần lớn thuật pháp, chỉ có hai hệ sấm sét và hỏa diễm mới có hiệu quả tấn công. Ngoài ra cũng chỉ có thể dựa vào công kích cận chiến. Kiếm là căn nguyên của vạn pháp, là tổ tiên của trăm loại binh khí, lần này người tu hành kiếm pháp trong đạo môn liền trở thành chủ lực để chiến đấu trong thành phố Cự Long. Chiến lực mà Nhân Đạo xuất ra lần này bao gồm Ngũ Lôi Tôn giả cầm đầu lôi đình quân đoàn tổng cộng hơn 8 vạn người, ngoài ra còn có Lữ Thuần Dương, Tạ Lưu Vân, Cửu Đại Hộ Pháp Thiên Tôn của Nhân Đạo, các đại giả Thiên Tôn và các chiến tướng tinh anh của Hàm Cốc Quan. Trương Đạo Lăng cùng Tây Nhạc Đại Đế và hơn 10 vạn đạo binh còn lại liền ở bên ngoài Long Môn đợi tiếp ứng. Cơ duyên bên trong thành phố Cự Long cần phải tranh đoạt nhưng mà sau khi tranh được rồi có thể toàn thân rút lui hay không còn phải xem người tiếp ứng ở bên ngoài nữa. Vậy nên hai đạo nhân tiên, chẳng ai muốn dồn hết tất cả binh lực vào bên trong. Bên phía tiên đạo sắp xếp cũng không khác là mấy, một bộ phận tinh anh tiến vào bên trong Long Thành trừ lại một bộ phận ở bên ngoài rằng co với nhân đạo. Câu trần đại đế của Tây Cực từ sau khi vào cổ địa hoang mạc Long Môn thì vẫn luôn điệu thấp, nhưng lần này lại đề ra ý kiến bất đồng. Vốn dĩ mộ dung nguyên duệ muốn để ông ta lại bên ngoài để đối đầu với trương đạo lăng, nhưng ông ta lại cố ý muốn vào Long Thành. Vậy nên mộ dung nguyên duệ chỉ có thể sắp xếp hai trí cường thiên tôn là huyền vũ và linh xà ở lại bên ngoài, cùng với bắc đầu tinh quân, 36 thiên cương, 72 địa sát tinh quân cùng đối kháng với đại quân nhân đạo. Bên trong thành phố Cự Long không thích hợp sử dụng trận pháp cỡ lớn nên chỉ có thể phát huy uy lực ở bên ngoài. Tứ Hải Long Vương, Đắc Kiều công chúa và đám người kiếm vô ngân đệ tử quan môn của Thái Ất Thiên Tôn tự nhiên là theo Mộ Dung Nguyên Duệ và Câu Trần Đại Đế tiến vào Long Thành để tìm kiếm cơ duyên. Cứ như vậy thế lực của hai đạo nhân tiên cả trong và ngoài thành đều tạo thành thế cân đối, kiềm chế lẫn nhau. Hai đạo nhân tiên đã bày binh bố trận xong, mà đạo tôi cũng nên sắp xếp rồi. Tuy rằng chỉ có 10 người nhưng cũng không thể tiến vào hết toàn bộ miễn cho bị bọn họ úp sọt thì muốn thoát ra cũng khó. Phải biết rằng những người theo tôi đến đây đều là chiến tướng chủ chốt của ma đạo, đặc biệt là khi kiêm hòa không có ở đây, thùy hỏa thì vẫn chưa tỉnh lại, chúng tôi căn bản không thể chịu nổi một chút hao tổn nào. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định để cho phong chủ, A Lê và Bắc Minh Tú ba người họ ở lại bên ngoài. Thành phố Cự Long là một không gian đóng kín, không có sức gió để dùng phong chủ tiến vào bên trong cũng rất khó để phát huy tác dụng. Nguyệt thần chi tiến của A Lê cũng chịu hạn chế về địa hình, rất khó để phát huy uy lực để họ tiến vào còn không bằng ở lại bên ngoài tiếp ứng thì tốt hơn. Phong chủ và A Lê liên thủ với nhau có thể trực tiếp uy hiếp đến loại tồn tại có cấp bậc như Trương Đạo Lăng. Lần này Bắc Minh Tú đến đây mang theo Long Hồn Hạo Kỳ, bên trong Long Hồn Hạo Kỳ phong ấn 40 vạn đại quân vong hồn của Ma Đạo tôi. Thực ra lần này Ma Đạo cũng mang đi không ít người 40 vạn đại quân vong hồn chính là con át chủ bài ẩn giấu. Lúc trước bởi vì có sự tồn tại của Long Khôi cản trở nên không thể phát huy uy lực vì vậy chúng tôi cũng không có để lộ nó ra. Đối với ma đạo mà nói thì trình độ chân quý của Long Hồn Hạo Kỳ không hề thua kém gì binh chủ chiến kỳ của Si Vư một chút nào. Lúc đầu là do Khương Tuyết Dương chế tạo dành riêng cho Thủy Họa, sau này ở Quy Khư lại trải qua nhiều lần tế luyện. Chương 746, Thành phố Cự Long 2. Vì để thăng cấp Long Hồn Hạo Kỳ mà Khương Tuyết Dương đã thành lập một pháp trận tụ linh bằng xương trắng bên cạnh Bắc Minh Hải, không ngừng tụ tập âm khí hấp thu tự ý bên trong Bắc Minh Hải để hóa thành bốn tòa huyền quan bên trong Long Hồn Hạo Kỳ. Hai đạo nhân tiên cũng biết đến sự tồn tại của long hồn hạo kỳ, nhưng mà bọn họ vốn không quá để ý. Bởi vì bọn họ đều đang ẩn giấu con át chủ bài của riêng mình, công ấn dương bình trị đô của trương đạo lăng có thể hiệu triệu 3 vạn 8 ngàn thần linh, một vạn 2 ngàn thần quan. Chiến lực của thần linh và thần quan không phải là thứ mà đệ tử ma đạo của tôi có thể so sánh được, nói là lấy một địch trăm cũng không hề quá đáng. Điểm mạnh nhất của đại quân vong hồn chính là có thể tiếp nhận uy năng tử thần của Thùy Hỏa để tăng sức mạnh, hiện tại Thùy Hỏa không có ở đây, Chiến lực của đại quân vong hồn còn không bằng cả đạo binh bình thường. Nhưng mà đệ tử ma đạo của tôi hung hãn không sợ chết, muốn tiêu diệt 40 vạn tại quân vong hồn này của chúng tôi thì hai đạo nhân tiên cũng phải trả một cái giá cực lớn. Nhân đạo có công ấn Dương Bình trị đô, tiên đạo có tử vi tinh phù của Bắc Cực Tử Vĩ Đại Đế dùng để triệu tập thiên binh thiên tướng do Bắc Đầu Tinh Quân khống chế. Lần tranh giành cơ duyên ở cổ địa Hoang Mạc Long Môn này hai đạo nhân tiên nhìn như chỉ đưa đi một ít bộ phận binh lực nhưng trên thực tế đã âm thầm giấu vào không biết bao nhiêu con bài tẩy. Công ấn dương bình trị đô và tử vi tinh phù đều là thần khí vô thượng, có thể trưng binh điểm tướng. Ngoài ra còn có hai đại thần binh là tử dĩnh và thanh tác có thể hiểu lệnh tàn hồn của chư thần hoàng hôn thời thượng cổ tác chiến. Chỉ là bởi vì trận chiến phong thần vẫn chưa nổ ra, cho nên những lá bài này cũng chỉ dùng để đề phòng ngừa không thể hoàn toàn để lộ ra bên ngoài được. So sánh với bọn họ thì ma đạo chúng tôi dù là chiến lược cao nhất hay là tổng thể binh lực đều vô cùng thua kém chẳng trách họ nói rằng chúng tôi không có tư cách tiến vào Long Môn. Sau khi các bên đầu đã điều chỉnh xong, hai đạo nhân tiên dẫn đầu đi đến trước mặt Long Môn. Không ai biết được phía sau Long Môn là cái gì, cũng chưa từng có người chứng kiến khung cảnh bên trong thành phố Cự Long. Vậy nên cho dù hai đạo nhân tiên đã chuẩn bị đầy đủ thì trong lúc nhất thời cũng không có ai dám tự tiện xông vào. Tạ Lưu Vân nhìn về phía mộ dung Nguyên Duệ, mộ dung Nguyên Duệ lai liếc ngược lại Tạ Lưu Vân. Khổ khổ, hay là ma đạo chúng ta miễn cưỡng đánh tiên phong cho tôi nói nghĩ cũng đừng có nghĩ mộ dung nguyên duệ lạnh lùng nói tạ lan làm người quý ở chỗ phải tự biết lượng sức mình tạ lưu vân vừa liếc tôi vừa nói thành phố cự long tuy rằng nguy hiểm nhưng mà thứ nguy hiểm nhất vẫn là ma đạo thân là người đã trải nghiệm qua hành chính ở quy khư mộ dung nguyên duệ và tạ lưu vân hiểu rõ điểm này vô cùng trên thực tế hành trình ở quy khư ngay từ khoảnh khắc tôi rút ra anh hùng chi kiếm thì chiến thắng của ma đạo đã được xác định sau đó tạ lưu vân và mộ dung nguyên duệ vẫn luôn nghĩ lại chuyện này nếu như không mời ma đạo anh hùng chi kiếm sẽ thuộc về ai quy khư lại thuộc về ai oan hồn ở chiến trường vạn tộc cổ thực sự ngoài ma đạo ra thì không ai có thể chinh phục được sao nếu như hai đạo nhân tiên hạ quyết tâm ác liệt trả cái giá hy sinh cực lớn thì quy khư căn bản không đến lượt ma đạo đáng tiếc là bởi vì có quá nhiều băn khoăn lại đánh giá thấp vận số nghịch thiên của ma đạo cho nên mới khiến ma đạo đổi khách thành chủ đến sau mà được trước lần vào thành phố Cự Long này tình hình không khác mấy với lần ở Quy Khư. Nếu như lại để ma đạo chiếm được tiên cơ thì bọn họ cũng mất sạch mặt mũi rồi. Tiếp đó, hai đạo nhân tiên mỗi bên phái ra một người tiến vào quan sát, người bên nhân đạo phái ra là Lữ Thuần Dương, người mà bên tiên đạo phái ra là đệ tử quan môn kiếm vô ngân của Thái Ất Thiên Tôn. Hai người phi thân tiến vào Long Môn một lát sau liền quay về tự mình quay về trận tranh nói vài câu, hai đại quân nhân tiên cùng lúc tiến vào Long Môn cho đến khi hai bên bọn họ hoàn toàn tiến vào rồi thì ma đạo mới được cho phép tiến vào Long Môn. Phía sau Long Môn là một mảng Long Cốt hoang dã rộng lớn, lúc này hai đạo nhân tiến đã ở trên mảng Long Cốt này thiết lập xong trận doanh. Ở phía trước bọn họ là một thành phố cự Long cao lớn hùng vĩ. Sao huyệt của cự Long hơn phân nửa là làm từ hang động, nguyên thủy lại đơn sơ. Thứ khiến cho người khác khiếp sợ chính là thành phố này tràn đầy khí thức công tượng của quỷ phủ thần công, kiến trúc hùng vĩ xâm nghiêm, lại như hòa là một với bầu không khí u ám. Nơi này thuộc về văn hóa của Cự Long đại diện cho sự cường đại và không gì sánh được của tộc Cự Long. Ở chính giữa của tòa thành là một thần điện Cự Long có khí đen bay lên mút trời, bảo vệ bốn phía xung quanh là những tòa thần điện thủ hộ có quy mô nhỏ hơn. Đứng ở phía trên mảng Long cốt hoang dã này nhìn về phía thành phố Cự Long, tôi có thể cảm nhận được mỗi một tòa thần điện ẩn chứa uy áp thần niệm vô cùng vô tận, So với lúc trước ở Đại Miếu Giã Tiên thì còn mạnh hơn gấp trăm lần, ngay cả Âm Sơn Tổ Đình cũng không thể nào so sánh được với nó. Ngay tại lúc tôi đang đoán xem hai đạo nhân tiên sẽ vào thành như thế nào thì cửa thành đột nhiên phát ra âm thanh, chầm chậm mở ra. Cùng lúc đó, mặt đất chấn động, âm thanh trầm nặng như núi vang ra từ bên trong thành giống như tiếng sấm rền. Đợi đến khi cửa thành hoàn toàn mở ra thì tôi nhìn thấy một con cự long từ thời hồng hoang thượng cổ, có thân hình vô cùng khổng lồ, chầm chậm bước ra từ bên trong toàn thân đen xì như mực, long lần ánh lên màu sáng bóng của kim loại đen, tứ chi tráng kiện có lực giống như bốn ngọn núi, thân rồng thì lại càng giống một dãy núi di động, so với hình thái tổ long của ngạo phong thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Đầu rồng giữ tợn giống như bê tông sắt thép, đôi mắt rồng khổng lồ lóe lên thần quang, quét qua tất cả sự uy nghiêm và kiêu ngạo của những sinh linh đẳng cấp cao đang có mặt. Ở đây không thể ngự không cự long cũng không ngoại lệ. Sau khi hắc diệu cự long hiện thân thì vệ hồn cự long, thị huyết cự long, băng xương cự long cũng lần lượt hiện thân. Tứ đại cự long giàn ra theo thứ tự ở phía trước cửa thành, sau đó tự mình bắt đầu niệm chú ngữ long tộc dài dòng, triệu hồi ra bốn cánh cổng truyền tống ngư không, sau đó vô cùng vô tận ảo ảnh cự long bắt đầu hiện ra từ bên trong cánh cổng đó. Chỉ trong chốc lát mảng long cốt hoang dã trước đó đã bị hàng ngàn hàng vạn cự long chiếm cứ, tứ đại cự long thống lĩnh bốn chi long đoàn, số lượng chênh lệch không nhiều. Chiến lực của cự long có liên quan đến hình thể, tứ đại cự long xuất hiện ban đầu không có ngoại lệ tất cả đều là chiến lực trí cường đạo tổ các cự long có hình thể nhỏ hơn triệu hồi ra sau đó cũng có không ít chiến lực thiên tôn những cự long trước mắt này tuy rằng đều là âm linh nhưng mà sau khi đã hấp thu vô số oán khí long hồn thì âm thân ngưng tụ ra đã không khác mấy với thực thể tuy rằng so với hai đạo nhân tiên thì số lượng của đại quân cự long không hề nhiều nhưng có một điều chắc chắn là bất cứ một bên nào cũng không thể chống lại công kích của đại quân cự long chỉ có thể liên thủ tác chiến với nhau đây là đang xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi Tạ Uẩn, chủ nhân của thành phố Cự Long cảm nhận được có sự nguy hiểm nên đã phái ra đại quân Cự Long Tạ Uẩn nói. Cái mà ngươi nói đến là Si Vưu. Tôi lại hỏi, không phải hắn, mà là thú cưới cửu Lê Ma Long của ma quân Si Vưu cửu Lê Ma Long vẫn còn sống sao? Ừm, ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó từ cửu lê kỳ bên trong huyền quan tạ uẩn nói ngay khi cô ấy vừa đến đây thì đã cảm nhận được sự tồn tại của cửu lê ma long đáng tiếc là cho dù cô ấy có nỗ lực cỡ nào cũng không thể cảm nhận được dấu vết tồn tại của si xem ra trải qua vô số ngàn năm linh thức của si đã sớm bị tận diệt hoàn toàn rồi chỉ còn lại lực lượng ý chí thuần túy ảnh hưởng đến tàn hồn của cự long trong khắp cổ địa hoang mạc long môn bảo vệ truyền thừa hắn để lại nhìn đại quân cự long rậm rạp dày đặc tôi thở dài trong lòng Xem ra đây lại là một trận đại chiến vô cùng thê thảm, nhuốm đầy máu tanh. Chương 747, kiếm khí diễn sinh 1. Trời sập xuống thì kẻ nào cao nhất chết trước, hai đạo nhân tiên luôn nhìn chằm chằm vào ma đạo đến cả tư cách vào long thành cũng là do tôi dùng mệnh mà đổi. Hiện tại hai đại quân nhân tiên phải ở phía trước gánh chịu áp lực. Mà ma đạo chúng tôi ở xa xa phía sau cũng vui vẻ được thư giãn đôi chút. Bốn con thượng cổ cự long hiện thân đầu tiên rõ ràng là cấp bậc long thần chiến lực tương đương với trí cường thiên tôn. Theo sau tiếng gầm thét của tứ đại long thần thì bốn chi quân đoàn cự long phân thành hai bên trái phải hướng về phía hai đạo nhân tiên chủ động công kích. Hình thể của cự long lớn hơn rất nhiều so với hung thú ở núi Lưu Ba, năm đó ở dưới chân núi bất chu thú chiều mãnh liệt đã dẫn đến thiên địa dị tượng. Hiện tại cự long chạy như điên lao đến, mặt đất chấn động mạnh mẽ, màn trời run rẩy, uy áp hủy diệt phô thiên cái địa ập đến. Thị huyết cự long có tốc độ di chuyển nhanh nhất mà mục tiêu công kích của nó chính là nhân đạo không đợi cự long đến gần nhân đạo đã nhanh chóng phản ứng lại. Lữ thuần dương chém ra một kiếm, thần kiếm mù mịt hư vô như một đạo sấm sét ở nơi tĩnh lặc, nổ tung bên trong quân đoàn của thị huyết cự long, cự long đau đớn gào thét, ngay lập tức liền có hai con thị huyết cự long bị kiếm khí của lữ thuần dương chém chết. Tiến hành lâm binh đấu giả dai trận liệt, theo sau tiếng niệm chú đều đều của cửu đại hộ pháp thiên tôn bên nhân đạo, chiến ý của đại quân nhân đạo vùn vụt vù tăng vọt lên. Tám vạn lôi binh lôi tướng cầm vũ khí trong tay vung lên tạo thành tia sáng chuyển động, sấm sét và tia chớp rời khỏi tay họ đánh xuống, phía trước trận doanh nhanh chóng hình thành một mảng lôi hải. Sau khi thị huyết cự long lao vào lôi hải liền lập tức phát ra tiếng gào giống phẫn nộ. Nếu như là âm linh bình thường bị tia chớp đánh chúng thì liền sẽ biến thành cho bụi ngay lập tức nhưng thị huyết cự long có âm thân vô cùng vững chắc, tuy rằng bị lôi lực gây ra thương tích nhưng lại dựa vào thân rồng vô cùng khổng lồ mà mạnh mẽ chịu đựng không chỉ không chết mà càng thêm phẫn nộ xong về phía đại quân nhân tộc. Thấy vậy ngũ lôi tôn giả liên thủ niệm chú, triệu hoán ra vô cùng vô tận tia chớp ở trên không trung. Dưới có biển sấm, trên có biển chớp trên dưới giao nhau, tia chớp nổi lên, trong lúc nhất thời khắp không gian cứ như biến thành ban ngày. Sấm sét đánh vào khắp nơi trên người thị huyết cự long, mỗi chỗ bị đánh lên đều có khí đen nồng nặc bay lên, cự long liên tục gào thét, nhất thời liền tổn thất mất một phần ba. Nhìn thì vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà công kích do cự long phát ra thì lại không hề được ngăn lại đợi đến khi những con thị huyết cự long còn lại xông vào trận doanh của nhân đạo thì màn diễn đổ sát gió tanh mua máu cũng bắt đầu lôi binh bình thường làm sao có thể chống đỡ nổi công kích của cự long có hình thể to như núi nhanh chóng rậm rạp ngã xuống chỉ có cấp bậc cỡ lôi tướng mới có thể miễn cưỡng chống lại cự long ngặt nỗi bên trong đám cự long này lại có sự tồn tại của chiến lược thiên tôn lại còn đang trong tình trạng phẫn nộ tuy rằng số lượng không nhiều nhưng lại có thể khiến cho đại quân nhân tộc bị trọng thương trong phút chốc chỉ chốc lát nhân đạo đã tổn thất hơn một vạn lôi binh cũng may chiến tướng thiên tôn của nhân đạo đã kịp thời trở tay chém giết ổn định lại được trận hình lữ thuần dương không hổ là đệ nhất thần kiếm của tam giới kiếm khí lưu hình sát phạt vô song cho dù là đối mặt với loại quái vật khổng lồ như thị huyết cự long này thì cũng có thể lấy mạng sau vài kiếm càng giết thì kiếm khí càng điên cuồng phóng khoáng thanh kiếm thanh tác trong tay lóe lên kiếm quang thì thị huyết cự long liền toát lên khí đen ảo ảo nhanh chóng bị tiêu diệt. Ngũ lôi tôn giả đều là chiến tướng thiên tôn lâu năm, cầm ngũ lôi kiếm trong tay, bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt của cửu thiên chân lôi, lôi đình bùng nổ cự long liền hồn phi phách tán. Cuối cùng hơn mấy ngàn con thị huyết cự long chỉ còn lác đác lại vài con cự long chiến lực thiên tôn đang cố chấp chống cự, số khác đều đã bị hóa thành cho tàn bên trong sấm sét và kiếm khí. Ngay vào lúc này, Phệ hồn cự long theo sau thị huyết cự long mà đến cũng bắt đầu bộc phát uy lực hủy diệt. Trong lúc nhất thời, phía trên không của đại quân nhân đạo bị vô tận khí đen bao phủ. Phệ hồn cự long hữu hình vô thực, có thể hóa thành ảo ảnh hình rồng trực tiếp hấp thu năng lượng linh hồn của đại quân nhân đạo. Nhân đạo chỉ lo tử chiến với thị huyết cự long, đã đánh giá thấp năng lực đoạt hồn của phệ hồn cự long. Đợi đến khi bị ảo ảnh hình rồng bao phủ ở trên không thì mới ý thức được chúng mới là kẻ hủy diệt chân chính của nhân đạo. Phệ hồn cự long điên cuồng hấp thu năng lượng linh hồn của đệ tử nhân đạo, chỉ cần là đệ tử nhân đạo bị bọn nó công kích thì ngũ cảm lục thức liền lập tức thất thủ, trong phút chốc hồn lìa khỏi xác hóa thành năng lượng linh hồn thuần túy bị phệ hồn cửu long nuốt vào trong bụng. Đợi đến khi chiến tướng thiên tôn của nhân đạo giết sạch những con thị huyết cự long cấp bậc thiên tôn kia thì phệ hồn cự long đã lặng lẽ mang đi tính mạng của gần hai vạn lôi binh. Tiếp đó, đại quân nhân đạo bắt đầu ác chiến với phệ hồn cự long. Càng thê thảm hơn chính là, Đại quân nhân đạo chỉ cần người chết có thần hồn lưu lại liền bị luyện hóa thành long khôi, thi thể cũng bị oán khí long hồn vô cùng nồng đậm ở nơi này xâm chiếm, phục sinh ngay tại chỗ. Như vậy, cuộc chiến tranh này càng thêm tàn ác khiến cho người khác không thể nào nhìn thẳng được. So với sự thê thảm của bên nhân đạo thì bên tiên đạo rõ ràng nhẹ nhàng hơn. Bởi vì người xuất chiến phía bên tiên đạo chính là Tứ Hải Long Vương và Đắc Kiều công chúa thống soái đại quân long tộc. Chương 748, kiếm khí diễn sinh 2. Đều cùng là rồng cho nên đại quân long tộc của tiên đạo có đủ lực phòng ngự để chống cự với công kích của cự long hơn nữa thứ mà mộ dung nguyên duệ am hiểu nhất chính là bầy binh bố trận lại thêm câu trần đại đế phối hợp nên rất dễ dàng liền có thể ổn định lại được phòng tuyến của đại quân tiên đạo ngoài ra còn có một điểm nữa là đại quân cự long công kích tiên đạo là hắc diệu cự long và băng xương cự long hắc diệu cự long có sở trường là phòng ngự chiến lực không cao mà hơi thở băng xương của băng xương cự long tuy rằng đáng sợ nhưng lại bị triều tịch chi lực của tứ hải long vương triệu hoán ra hóa giải Cảnh thường thấy chính là, hơi thở băng xương phía trên chưa kịp đáp xuống thì đã bị một màn nước răng đầy trời chặn lại. Tiên thiên quý thủy gặp phải hơi thở băng xương liền lập tức đóng băng, trong phút chốc, chiến trường bên tiên đạo liền xuất hiện núi băng, sông băng, ngược lại trở thành vật ngăn cản công kích của cự long. So với trận đánh thê thảm của bên nhân đạo thì trận đánh bên tiên đạo chính là một trận đánh lâu dài. Nếu đánh trận lâu dài, tiên đạo chiếm ưu thế về quân số, chiến thắng chẳng qua là vấn đề về thời gian. Trong lúc hai bên đang chiến đấu thì ánh mắt của tôi luôn dừng trên người của Lữ Thuần Dương. Hiện tại, Lữ Thuần Dương đang giao chiến với con thị huyết cự long có cấp bậc long thần xuất hiện từ lúc ban đầu. Lữ Thuần Dương mặc đạo bảo trắng phối thêm ánh sáng màu xanh chói mắt của thanh tác kiếm, kiếm khí mở ảo không một dấu vết, sát ý tràn ra vô cùng vô tận. Mỗi một lần thanh tác kiếm đánh trúng thị huyết long thần thì mỗi một kiếm đều đã phát kiếm khí bạo nổ, lóe ra huyền quang chói mắt. Kiếm khí nổ tung là dấu hiệu của việc thần kiếm viên mãn, cũng là thần thông mà chỉ có kiếm khí của thần kiếm mới diễn sinh ra được. Ma kiếm và quỷ kiếm sau khi viên mãn đại thành cũng sẽ tự diễn sinh ra các loại thần thông khác nhau. của ma kiếm chính là công kích kiếm khí. mỗi một lần dùng kiếm đánh chúng mục tiêu thì ma kiếm đều sẽ lập tức bộc phát lực công kích cường đại. của quỷ kiếm chính là kiếm khí xuyên thủng. khi tập trung mục tiêu thì kiếm khí sẽ hóa thành một khí kình hình đinh ốc, đâm vào trong cơ thể mục tiêu, phá hủy sinh cơ từ bên trong đây chính là chỗ ảo diệu khiến cho tam đạo kiếm pháp thời thái cổ có thể vượt xa so với các loại kiếm pháp khác của đạo môn các loại kiếm đạo khác thì kiếm khí không thể nào sinh ra biến hóa đặc thù chỉ có thể dùng bản thân kiếm khí để giết địch mà ba đạo kiếm pháp thời thái cổ thì sau khi đại thành viên mãn kiếm khí sẽ diễn sinh ra những biến hóa đặc thù mà loại biến hóa này chỉ có thể thấy được khi công kích cận chiến không liên quan đến việc phóng thích kiếm khí lưu hình hay là công kích bằng kiếm khí từ xa Tổng kết lại để so sánh mà nói thì nếu bàn tới lực sát thương mạnh nhất trên chiến trường thì kiếm khí của Ma kiếm là không bị cản trở, là thứ thích hợp nhất để cho đại quân tác chiến. Nhưng nếu muốn bàn đến cao thủ quyết đấu thì kiếm khí nổ tung của Thần kiếm mới là thần thông diễn sinh ra có uy lực hủy diệt mạnh nhất, vượt xa thứ mà Ma kiếm và Quỷ kiếm có thể so bì được. Về Quỷ kiếm, Quỷ kiếm am hiểu nhất chính là tập kích ám sát, Quỷ kiếm âm trầm, khí kinh đinh ốc nơi nào cũng có. Ba đạo kiếm pháp thời thái cổ đều tự có chỗ nổi bật, không phân thắng bại. Nhìn thấy Lữ Thuần Dương giết địch tôi mới biết được tu vi kiếm đạo của hắn cao đến nhường nào. Ngày hôm đó hắn phóng một kiếm từ phía tây đến giết tôi, nếu như không phải bởi vì khoảng cách quá xa, kiếm khí không thể nào diễn sinh ra biến hóa. Nếu không thì chỉ dựa vào kiếm khí nổ tung cũng đã đủ khiến tôi thân tử đạo tiêu. Nghĩ đến đây, lòng tôi liền đổ mồ hôi lạnh, lần đầu gặp hắn ở Đông Hải, kiếm khí của hắn vẫn chưa có uy năng khủng bố như hiện tại, chỉ mới qua chưa bao lâu không ngờ đến thần kiếm của hắn đã đạt đến cảnh giới đại thành viên mãn. Ngược lại giờ tôi lại nhớ đến lần quyết đấu với hắn ở cổ thành huệ viễn nếu như không phải do hắn khinh địch thì tôi làm gì có nữa phần thắng lợi. Tu hành kiếm đạo không có giới hạn sau khi đại thành viên mãn, còn có hóa thân vì kiếm, ba đạo kiếm pháp thái cổ đều có thể hóa thân vì kiếm. Với ngộ tính của Lữ Thuần Dương đối với kiếm đạo, hóa thân vì kiếm cũng là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó trong tam giới còn ai có thể chống đỡ được kiếm của hắn. Sau khi thu được Tam đại kiếm thai, tôi cứ nghĩ rằng bản thân đã rất mạnh mẽ, nhưng hiện tại xem ra nếu như trong lòng tôi còn có một chút lười biếng nào thì tam kiếm hợp nhất cũng chưa chắc đã có thể ngăn được uy lực một kiếm của Lữ Thuần Dương. Cũng may hiện tại Lữ Thuần Dương cách cảnh giới hóa thân vì kiếm vẫn còn một đoạn thời gian mà tôi cũng bắt buộc phải nhanh chóng bế quan tu hành lĩnh ngộ kiếm đạo rồi. Quân tử không gặp khó thì không khôn lên được, chỉ khi gặp được kẻ mạnh thì mới càng mạnh mẽ hơn. Hôm nay Lữ Thuần Dương đã dạy cho tôi một bài học Lũ thuần dương giết chết thị huyết long thần, ngũ lôi tôn giả của nhân đạo cũng đã liên thủ giết chết vệ hồn long thần. Về phía tiên đạo, mộ dung nguyên duệ triệu hồi ra tứ đại phân thân thi triển đạo của chiến thần, săn giết hắc diệu long thần, câu trần đại đế của tây cực một mình giết băng xương long thần. Tứ đại long thần bị diệt hết, đại diện cho việc phòng tuyến bên ngoài của long thành đã bị phá. Uy hiếp còn lại chủ yếu đến từ bốn tòa thần điện thủ hộ ở bên trong long thành, mà bên trong thần điện còn ẩn giấu sát cơ cự long không cách nào tưởng tượng được chương 749, tái hiện ngày trước một. Trong trận chiến ngoài thành, đại quân nhân đạo tổn thất gần 4 vạn người, hầm cốc quan tử thương hơn cả trăm đệ tử tinh anh. Canh kim kiếp lôi trong ngũ lôi tôn giả đã trọng thương, trong cửu đại hộ pháp thiên tôn thì lâm thiên tôn và hình thiên tôn đã tổn thương đến thần hồn. Long thành vốn không có khí của tiên thiên ngũ hành, nên không thể chuyển hóa thành lôi lực. Sức mạnh của lôi binh nằm ở lôi lực phong ấn trong vũ khí, mà trong trận chiến này dường như đã dùng gần hết. Trong phần còn lại của trận chiến, lôi binh chỉ còn lại các đòn cận chiến, lực chiến nhân đạo trực tiếp giảm sụt. Nhân đạo tổn thất hơn phân nửa, lực chiến cũng vì thế mà giảm phân nửa, tiền đạo thì đỡ hơn nhiều. Bởi vì đại quân Long tộc dù là lực chiến hay lực phòng ngự, cũng đều mạnh hơn lôi binh rất nhiều, lượng mất mát chỉ không đến 3 phần. Uy lực của lôi binh nằm ở chỗ, cảm ứng của ngũ hành được chuyển hóa thành lôi lực, mà thành cự Long đã hạn chế sự sinh sản của lôi lực. Điều này không đồng nghĩa việc nhân đạo đã mắc sai lầm, chủ yếu là do cơ cấu quân lực của đạo binh là như vậy, nếu đổi thành đạo binh hàm cốc quan ra trận, họ cũng sẽ vì không thể thi triển thần thông do thiếu năng lượng tiên thiên ngũ hành mà bại trận, huống hồ gì, thành cự long càng là sinh vật tử linh, thần thông bình thường thì cũng không gây nên sát thương, chỉ có hỏa diễm cùng lực lôi đình mới có thể trọng thương thần hồn. Nhân, tiên hai đạo cũng không có cao thủ hỏa diễm, chu tước tinh tú trong chúng tinh quân của 20 tinh tú lần này không theo mộ dung nguyên duệ tham chiến. Hỏa thần Trúc Dung cũng không để kế thừa tại thiên đình của thời điểm hiện tại, tuy rằng lần này tiên đạo biểu hiện xuất sắc nhưng trong lòng mộ dung nguyên duệ lại không vui mặc dù đã đánh thắng trận long cốt hoang dã nhưng sự nguy hiểm của thành cự long vẫn chưa được hóa giải mà ngày càng trở nên mờ mịt và khó lường hơn có thể tưởng tượng được sau khi vào thành tiên đạo vẫn phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử long tộc là hậu duệ trực tiếp của tiên đạo sớm từ trước khi tứ hải long vương vẫn chưa phi thăng thì đã tận chung với tổ đình côn lôn quân lực này không chịu sự quản lý của chúng thần thiên đình hoàn toàn có thể coi là quân riêng được tiên đạo nuôi dưỡng ngay cả cửu thiên huyền nữ năm đó quản lý người ngựa cũng không trung thành như long tộc thế nên mộ dung nguyên duệ dùng binh rất cẩn thận cô ấy sợ làm tổn hại đến quân đội của long tộc làm tổn thương sinh cơ của long tộc nếu không giữ được long tộc sự ảnh hưởng của cô ấy ở tiên đạo nhất định sẽ suy yếu năm đó bỏ công sức bồi dưỡng đắc kiều công chúa cũng là vì lý do này lần này xuất chiến long môn tứ hải long vương mang theo tinh nhuệ dưới trướng đến trợ giúp Đắc Kiều công chúa lại càng thả tự do ra vào cho tinh anh của Đông Hải, có thể nói tất cả át bài của Long tộc đều đã đập cả vào đây. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng cổ địa hoang mạc Long môn lại biến thái như vậy. Mức hung hiểm trong thành cự Long vượt qua toàn bộ quy khư, mà quân si vưu trong truyền thuyết huy lực còn hơn cả đế tuấn, còn có cả tòa kỵ của ông ta, cửu lê ma Long, nếu như chưa chết, chắc chắn sẽ là sự tồn tại cấp bậc đạo tổ. Mộ Dung Nguyên Dệ không chỉ lo lắng về sự mất mát của đại quân Long tộc mà còn lo lắng về câu trần đại đế câu trần đại đế không mời mà đến đã khơi dậy sự cảnh giác của cô ấy nhưng sau khi khai chiến thì ông ta vẫn luôn rất phối hợp vừa rồi ông ta đã chủ động ra tay giết chết băng xương long thần điều này khiến mộ dung nguyên duệ có chút khó hiểu về hành vi của ông ta câu thần đại đế đến đây làm gì ông ta lại đang có âm mưu gì thiên đình tiên đạo hiện tại thoạt nhìn có vẻ bình yên vô sự nhưng hắc triều đang âm thầm dâng trào chúng thần yêu tộc dưới trướng của tây cực câu thần đại đế nghi ngờ về khả năng dụng binh và chấp trưởng của mộ dung nguyên duệ trong khi đó thì nam cực trường sinh đại đế lại luôn nghi ngờ năng lực của hảo thiên thái tử trong số bốn vị hoàng đế có quyền cai quản chỉ có đông cực đại đế thanh hoa là giữ thái độ trung lập rõ ràng thái độ tự bảo vệ mình khỏi can thiệp vào các cuộc tranh giành quyền lực trên thực tế địa vị của mộ dung nguyên duệ và hảo thiên thái tử ở tổ đình tiên đạo đang rất ngượng ngùng hảo thiên thái tử được chiếu cố của cửu thiên đáng ma tổ sư mà mộ dung nguyên duệ thì lại rời không khỏi sự ủng hộ của tử vi đại đế lần này làm thống soái nếu không phải tử vi đại đế và 36 thiên cang cùng 72 địa sát toàn lực ủng hộ, thì với tư cách hiện tại của mộ dung nguyên duệ có lẽ không có khả năng triệu tập đầy đủ chứ đừng nói là điều binh khiển tướng với 28 tinh tú kia. Cổ địa thuộc Sơn, vẫn có thần tiêu cửu thần ứng chiến, nhưng lần này ngay cả thần tiêu cửu thần cũng không xuất hiện, điều này có thể nhận ra được đôi chút. Bây giờ trong thiên đình vẫn chưa loạn, bởi vì sự đàn áp mạnh mẽ của bắc cực tử vi đại đế, một khi tử vi đại đế xảy ra chuyện, thiên đình ắt sẽ đại loạn. Vì vậy, khi hạo thiên thái tử bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của mộ dung nguyên duệ bất kể là đáng ma tổ sư hay tử vi đại đế đều giữ thái độ ngầm thừa nhận cửu thiên đáng ma tổ sư đại diện cho pháp bộ của thiên đình bảo hộ trật tự thiên đình mộ dung nguyên duệ đại diện cho binh bộ thiên đình bảo vệ trật tự tiên đạo nếu binh bộ và pháp cùng nhau kết hợp thì đối với hạo thiên thái tử hay mộ dung nguyên duệ cũng đều có lợi cả tuy nhiên mộ dung nguyên duệ đã từ chối vấn đề này từ tận đáy lòng tăng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Nghĩa là từng qua biển lớn, không gì nước, chưa đến vu sơn, chẳng biết mây. Sau trận chiến ở Long Cốt Hoang Dã, thành cự Long đã mất tuyến phòng thủ đầu tiên. Giờ phút này, cửa thành rộng mở, nhìn vào chỉ thấy sương mù đen kịt, sát khí vẫn uy nghiêm như núi. Trong màn sương đen vô tận, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của một con rồng khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung. Mỗi một tòa trong bốn tòa thần điện đều có long hồn bảo vệ, theo truyền thuyết, có một con cửu lê ma long đang ngủ say trong thần điện cự long ở giữa. chương 750, tái hiện ngày trước hai Cổ địa thuộc Sơn tương ứng với nơi chôn thây của chúng thần thượng cổ trong trận chiến phong thần của Hoàng Hôn Chư Thần. Cổ địa núi Hạ Lan tương ứng với kiếp nạn giữa âm Sơn Pháp Mạch và Ma Đạo. Cổ địa hoang Mạc Long môn ứng với kiếp nạn thiên tôn. Từ khi tiến vào cổ địa hoang Mạc Long môn cho đến nay, nhân tiên, hai đạo chỉ mất vài chiến tướng cấp cao, vẫn chưa có bi kịch nào về sự mất đi của thiên tôn, nhưng bên trong thành cự long thiên tôn có họa sát thân đây gọi là may mắn cùng họa nạn luôn song hành cơ duyên của si vưu đâu dễ lấy đến vậy thiên tôn còn có họa sát thân vậy thì lôi binh và đại quân long tộc của tiên đạo cũng khó mà đối kháng công thành chiến cần đại quân chấn áp nhưng sát khí trong thành rất hiển nhiên không có lợi cho việc đại quân tiến vào nếu không sẽ có thương vong nặng nề mộ dung nguyên duệ không nỡ để đại quân long tộc hy sinh nhân đạo cũng không nỡ để lôi binh mất đi một nửa nhân lực chôn thây trong thành cự long sau khi cân nhắc, nhân đạo đã đưa ra một danh sách công thành, đứng đầu là Lữ Thuần Dương và Tạ Lưu Vân, tiếp đó là Quý Thủy, Ly Hỏa, Ất Mộc, Mậu Thổ bốn bị tứ lôi tôn giả, và bảy vị không bị thương trong cửu đại hộ Pháp Thiên Tôn, chiến tướng tinh anh của Hàm Quốc Quan, vân vân. Tóm lại là 70 cao thủ tinh anh, tiên đạo cũng đồng thời chọn ra được danh sách công thành của riêng mình, Mộ Dung Nguyên Duệ, Câu Trần Đại Đế, Kiếm Vô Ngân, Đắc Kiều Công Chúa, Tứ Hải Long Vương và các chiến tướng cấp cao của Long Vương, tổng cộng 30 người từ hai danh sách này có thể thấy khí số nhân đạo đang ở đỉnh cao đệ tử nhiều có thể chịu được tổn thất nhưng tiên đạo lại không dũng cảm như vậy mộ dung nguyên duệ khẳng định binh quý tinh anh không quý nhiều cô ấy không nỡ hy sinh đại quân long tộc sau khi hai danh sách được công bố sự tồn tại của ma đạo cuối cùng đã thu hút sự chú ý của họ khi đại quân đánh nhau chút ít người này của ma đạo thì không mấy gây sự chú ý hiện tại số lượng tham chiến đã giảm đi rất nhiều sự tồn tại của ma đạo cơ hồ lại có trọng lượng rồi tôi Liễu Tri Nhung, Lưu Phong Sương, Lâm Thanh Thủy cùng Bạch Vô Nhai. Chiến tướng ma đạo, không ai không trải qua sinh tử, không ai không phải kẻ điên sát phạt vô song cơ chứ. Ngay cả tạo ẩn, đao pháp của cô ấy học cũng là từ phá quân hộ pháp thiên tôn, là đao thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn, âm hồn đắc đạo, thần hồn thăng cấp đến cảnh giới thiên tôn, không thể coi thường chiến lược cô ấy được. Thân phận bảo vệ nhân tộc của tạo ẩn vẫn chưa được công khai, nhân, tiên hai đạo vẫn mặc định cô ấy là người của ma đạo. Đạo tổ, chúng ta vào thành không? Lưu Phong Sương hỏi, không vội, chờ là được. Trước kia bọn họ đề phòng ma đạo là bởi vì sợ ma đạo cướp lấy cơ duyên, hiện tại nhìn thấy nguy hiểm của thành cự long, muốn kéo ma đạo cùng nhau đi ứng kiếp. Vừa dứt lời, đã thấy tạ Lưu Vân cùng Lữ Thuần Dương đi về phía chúng tôi. Tạ Lan, ta biết ma đạo người có vọng tưởng với cơ duyên si vưu, chỉ cần các người nguyện ý nghe theo chỉ huy của nhân đạo, thì ta sẽ cho phép các ngươi vào thành. Tạ Lưu Vân nói, nếu không nghe thì sao? Tôi hỏi, Tạ Lan, đừng chọc vào giới hạn của ta, người vốn không có lựa chọn khác. Nhịn người ta có thể nhịn lâu, nhưng giết người thì chỉ cần một kiếm của ta. Lữ Thuần Dương lạnh lùng nói, câu này thật điên cuồng, Lữ Thuần Dương cũng đủ tư cách để điên cuồng. Trước đây tôi đã đánh giá thấp lực chiến của ông ta, viên mãn thần kiếm đồng nghĩa với việc ông ta đã vượt qua đỉnh cao thiên tôn và có lực chiến của đạo tổ. Bắc Minh Tú và A, A Lê không có mặt, chiến lực của ma đạo ngay lập tức giảm đi một nửa, phong chủ cũng không có mặt, thậm chí ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có nên lữ thuần dương mới bức ép và lợi dụng ma đạo như vậy lưu phong sương vô cùng tức giận hai đại sát thần trực tiếp rút ra đao kiếm ngạo phong lúc nào cũng là người đầu tiên chắn trước mặt tôi chuẩn bị sẵn sàng hiển hóa thành cơ thể rồng tôi vươn tay ngăn cản quay đầu hướng về đại quân tiên đạo của mộ dung nguyên duệ lớn tiếng hỏi tiên đạo tổ sư thành cự long hung hiểm khôn lường có nguyện cho ma đạo cùng nhau vào thành chia sẻ kiếp nạn mộ dung nguyên duệ im lặng không đáp với những bài học kinh nghiệm từ quy khư, Tiên đạo cũng không muốn có thêm bất kỳ sự dây dưa nào với Ma đạo. Trong trận chiến cuối cùng của bàn cờ, chỉ còn sót lại một bên, với trí tuệ của Mộ Dung Nguyên Duệ, cô ấy tất nhiên có thể phân biệt nặng nhẹ. Nhân đạo chỉ chiếm thế thượng phong trong tạm thời, nguy cơ lớn nhất vẫn là Ma đạo nhân cơ hội mà vùng dậy. Hơn nữa, nguy cơ này lại đang có dấu hiệu rõ ràng. Tạ Lan, như ta đã nói, Ma đạo không còn lựa chọn nào khác. Lữ Thuần Dương bắt đầu lộ ra sát khí. Tôi khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, mà đạo không tranh binh chủ chiến kỳ. Ngay khi lời này được nói ra, tạ Lưu Vân rất đỗi sửng sốt. Đối với nhân, tiên hai đạo mà nói, cơ duyên lớn nhất ở cổ địa hoang mạc long môn chính là binh chủ chiến kỳ. Kiếm tôn đao ti, cao thủ tam giới tu hành đao pháp vốn không nhiều. Hơn nữa, mà đao dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là một thần binh, không thể so sánh với những pháp khí như tử dĩnh kiếm, thanh sách kiếm. Đối với ý chí si vương mà nói, nó thậm chí còn vô vị hơn đối với họ. Vưu là nhân tộc, ý chí của nó liên thông với khí số nhân tộc. Tạ Lan do ta chiếu cố, Mộ Dung Nguyên Duệ nói, cách nhiều năm như vậy, lại nghe được câu nói quen thuộc này từ Mộ Dung Nguyên Duệ. Giống như quay ngược thời gian và quay trở lại Đông Hải năm đó. chương 751, Vệ Hồn Thần Điệt 1 Mộ Dung Nguyên Duệ vừa nói muốn bảo vệ tôi, khiến người nhân đạo lập tức phẫn nộ phản bác lại. Đường đường là tiên đạo tổ sư, lẽ nào cô còn không nhìn rõ đại cục trước mắt hay sao ma đạo giã tâm lang sói giờ phút này lẽ ra nên bắt tay với nhân đạo diệt trừ mối hậu họa mới đúng làm sao có thể quyết định hồ đồ mưu xuẩn như vậy lữ thuần dương lạnh lùng nói lời này của kiếm tiên nói sai rồi thành cự long nguy hiểm trùng trùng ma đạo nếu như đã có lòng ứng kiếp ta chẳng qua muốn cho bọn họ một cơ hội mà thôi mộ dung nguyên duệ điềm tĩnh trả lời ta còn tưởng tiên đạo muốn kết liên minh với ma đạo đấy chứ tạ lưu vân nói đạo bất đồng bất tương vi mưu cuộc chiến bàn cờ này cuối cùng chỉ có thể giữ lại một đạo làm gì có chuyện kết đồng minh ở đây mộ dung nguyên duệ nói thế cục bây giờ không phải như năm đó mà đạo khi ấy chỉ là kẻ đứng ở ven đường căn bản không đáng để hai đạo nhân tiên xem trọng nếu như là mộ dung nguyên duệ khi ấy muốn bảo vệ tôi cho dù cố chấp không muốn thừa nhận thì phân nửa cũng vì niệm chút tình cảm cũ nhưng hôm nay cô ấy nói muốn bảo vệ tôi đều xét từ góc độ lợi ích của tiên đạo Thành cự long quá mức nguy hiểm, mà đạo bằng lòng ứng kiếp, có thể chia sẻ gánh nặng của tiên đạo, mộ dung nguyên rưỡi quyết không thể đứng yên nhìn long tộc thiên tôn ngã xuống. Còn có một điều này nữa, nếu như ma đạo và nhân đạo đã trở mặt thành thù, bảo vệ ma đạo đồng nghĩa với việc gia tăng sức mạnh của phe mình. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, đạo lý này mộ dung nguyên Duệ từ lâu vẫn luôn tự cho mình là đúng. Nghe cô ấy nói thế, tạ Lưu Vân biết sự tình không thể thay đổi, bèn lùi một bước, được thôi, cứ để mà tiên đạo tổ sư, cho ma đạo một cơ hội đi. Tình thế trước mắt, nhân đạo cũng không dám tiếp tục chèn ép. Lỡ như mộ dung nguyên duệ thật sự có suy tính muốn kết liên minh với ma đạo, thì cho dù chỉ là nhất thời, đối với nhân đạo mà nói cũng là một cú đả kích không nhỏ. Chẳng qua nguyên nhân chính khiến hai đạo nhân tiên quyết định nhường bước, chính là chúng tôi không tranh binh chủ chiến kỳ, đây mới là điều mấu chốt. Đạo tổ, xem ra người lại nợ cô ấy một mối ân tình rồi. Lâm Thanh Thủy nói món nợ này dễ dàng trả lại lắm, lẽ nào chúng ta thật sự không tranh giành binh chủ chiến kỳ sao? Lâm Thanh Thủy hỏi, ừ, không chỉ có thế đâu, còn phải mang binh chủ chiến kỳ tặng cho tiên đạo nữa. Tiên đạo vốn rơi vào thế yếu, mộ dung nguyên rợi căn cơ không vững, càng không đủ sức đối địch với nhân đạo. Nếu như tiên đạo lụi bại, khói lửa chiến tranh sẽ chuyển hướng nhằm vào ma đạo. Hiện giờ ma đạo đang đối đầu với kẻ thù không đội trời chung là âm ti, thứ thiếu thốn nhất lúc này chính là thời gian, vì thế chiến lực của tiên đạo gia tăng có lợi đối với ma đạo. Còn điều này nữa, kẻ thù thật sự của ma đạo chính là thiên đạo. Ba ngàn năm trước ma đạo tổ sư đã nhìn thấu điểm này, hai đạo nhân tiên muốn tranh giành thắng lợi trong ván cờ này, còn điều mà ma đạo chúng tôi mong muốn là đứng ngoài cuộc chiến. Đạo tổ, không chiếm lấy binh chủ chiến kỳ, ma đạo và sức mạnh ý chí si vưu đều giao lại hết cho tạo ẩn, vậy chẳng phải ma đạo chúng ta phí công một chuyến hay sao? Liễu chi nhung nhăn mày khó hiểu hỏi, đôi lúc không tranh giành nhưng lại chính là đang tranh đấy. Tôi mỉm cười nói, tiên đạo trở nên mạnh hơn có thể kìm hãm tiến độ phát triển của nhân đạo, khi số nhân tộc ổn định, có thể giúp ma đạo áp chế âm ti. Nhìn bề ngoài có vẻ như ma đạo đã phí công vô ích, nhưng thực tế lại là người kiếm được món hời lớn nhất. Thảo luận kết thúc, Lữ Thuần Dương dẫn dắt phe nhân đạo, tiên phong tiến vào thành cự long. Nhân đạo dẫn quân tiến vào, tiên đạo cũng theo sát phía sau, ma đạo vào cuối cùng. Thành cự long bị bóng tối bao trùm, đứng ở bên ngoài đã cảm nhận được sát cơ đáng sợ, vừa bước chân vào bên trong ngay lập tức bị áp lực bùa vây. Thứ bóng đêm này không hề chỉ đơn thuần nuốt chửng ánh sáng, mà ảnh hưởng trực tiếp đến ngũ cảm lục thức của con người. Bầu trời tựa như một mái vòm bị che kín, phong bế cả không gian. Đứng trên đường, ngước nhìn công trình kiến trúc cao chót vót ở tứ phía, bỗng chốc cảm thấy bản thân như bị thu nhỏ thành một con kiến. Hình thể cự long to gấp mấy lần con người, thành trì của cự long thường cao hơn trăm vạn trượng, thật khiến người ta kinh sợ bất an. Cảm giác này giống như một người dân đen ti tiện, đột nhiên xuất hiện trong hoàng cung uy nghiêm được canh phòng cẩn mật. Lúc tôi cố gắng ổn định tâm trí, cửa thành phía sau lưng đột nhiên đóng chặt lại. Cửa thành đã đóng, áp lực càng gia tăng thêm một bậc. Hai đạo nhân tiên đứng cách chúng tôi không xa, đối diện với bí ẩn đáng sợ trước mặt, ai cũng không dám tùy ý manh động. Thành cự long đổ sổ nguy nga đến vậy, không biết do vị nào xây dựng nên. Tôi xúc động hỏi một câu. Thượng cổ Long Nhân, Tạ Uẩn đáp, tiếp sau đó, Tạo Ẩn kể cho chúng tôi nghe lai lịch của thành cự Long. chương 752, Vệ Hồn Thần Điện 2 Thượng cổ Long Nhân cũng có thân hình như con người, con người tồn tại giữa thiên địa, thái cổ ma thần đều phải mượn hình dáng con người để hỗ trợ cho việc tu hành, dòng tộc cự Long tất nhiên cũng không ngoại lệ. Thân hình của Thượng cổ Long Nhân cao tầm khoảng 10 trượng, sức mạnh vô hạn, vừa có thể ngay lập tức sử dụng vũ khí lao vào chiến đấu, vừa có thể niệm chú ngữ Long Tộc. Trên thực tế, nếu như không phải dòng tộc cự long đã tuyệt diệt thì người mà chúng tôi gặp hôm nay ắt hẳn là thượng cổ long nhân mới đúng chính vì toàn tộc đã quy tiên mới không thể xuất hiện dưới hình dạng con người chỉ đành xuất hiện dưới dạng cơ thể cự long thời kỳ thượng cổ dòng tộc cự long không chỉ có được hình thái con người còn sáng tạo ra nền văn minh cự long vĩ đại sáng ngang với thượng cổ thần quốc vì sao con biết được những chuyện này tôi hỏi từ phúc đã nói cho con nghe năm đó từ phúc ra biển tìm kiếm hải ngoại tiên sơn từng bắt gặp di tích của nền văn minh dòng tộc Cự Long để lại ở biển vô tận. Tạ Uẩn nói, nền văn minh Cự Long thì đã là gì chứ, cũng đã có ai từng chiêm ngưỡng nền văn minh thời đại tổ Long đâu. "Đạo Tổ, từ lúc đến nơi này, thức thần của ta đã xuất hiện vô số ký ức liên quan đến sự sinh tồn của Tổ Long." Ngạo Phong vẫn luôn trầm mặc bỗng dưng chen lời, "Xem ra, ta đem cậu đến chỗ này quả là quyết định đúng đắn." Tôi mỉm cười nói, "Tôi dẫn Ngạo Phong đến đây Ngoài việc truy tìm Long Nguyên giúp cậu ấy luyện hóa và hấp thụ vào cơ thể ra, còn muốn để Ngạo Phong thức tỉnh sức mạnh của huyết mạch Tổ Long nhiều hơn nữa. Cự Long thượng cổ có gốc gác Tổ Long, trên người thượng cổ Cự Long có thể thức tỉnh nhiều ký ức kế thừa liên quan đến Tổ Long, cổ địa hoang mạc Long môn vốn dĩ chính là cơ duyên hiếm có dành riêng cho Ngạo Phong. Ngạo Phong là đại tướng ma đạo, tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào cậu ấy. So với Hy Hòa, Yến Tháp thì quá trình trưởng thành của Ngạo Phong thực sự đầy trông gai thử thách mãi đến tận bây giờ vẫn chưa có được chiến lực sở trường riêng của bản thân. Tôi không muốn để cậu ấy tiếp tục giảm chân tại chỗ, tôi muốn nhìn thấy một con tổ long hô phong hoán vũ, tung hoành thiên hạ. Đang cùng mọi người trò chuyện, mộ dung nguyện duệ phái người đến tìm tôi. Tạ Lưu Vân tận tâm suy diễn, thêm khả năng nhìn thấu tiên cơ của mộ dung nguyên duệ, hai đạo nhân tiên hiện giờ đã hình dung sơ bộ về bố cục tổng thể của thành cự long. Cơ duyên si vư ẩn giấu trong trung tâm của thần điện cự long, nhưng mà thần điện cự long đã bị phong bế. Muốn giải trừ phong ấn của thần điện cự long, còn có một cách, đó chính là lần lượt phá hủy bốn tòa thủ hộ thần điện trong trận pháp thủ hộ cự long. Họ quyết định, để hai đạo nhân tiên lựa chọn mỗi bên một tòa thủ hộ thần điện, sau đó hai bên phái người hợp lực phá hủy nó. Không phải có bốn tòa hay sao, ai sẽ phụ trách mấy tòa còn lại? Tôi hỏi, tất nhiên là ma đạo các ngươi, mộ dung nguyên duệ nói, không phải chứ, ma đạo chúng tôi chỉ có bấy nhiêu người, việc này có chút khó khăn đấy. Ha ha, trừ khi các ngươi không có ý định vào thần điện cự long. Mộ Dung Nguyên rể cười lạnh nói, được thôi, vậy các người chuẩn bị để ma đạo phụ trách tòa thủ hộ thần điện nào đây? Phệ hồn thần điện, Lữ Thuần Dương nói, trong tứ đại cự long, phệ hồn cự long khó đối phó nhất, nhân đạo thương vong nặng nề cũng do một tay phệ hồn cự long ban cho. Bọn họ gặp khó khăn khi đối diện với chúng, thì ma đạo chúng tôi cũng vậy. Phệ hồn cự long không giống cái loại sinh vật thể cấp thấp như long khôi, huyền quan của tạo ẩn không dám để bọn chúng nhảy vào làm loạn, bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ bị phá hủy. Nếu như Thùy Hỏa có mặt ở đây, dựa vào uy áp thái cổ minh giới tử thần của cô ấy, thì muốn đối phó với phệ hồn cự là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng hiện giờ thì khó khăn rồi. Đáng tiếc ma đạo không còn sự lựa chọn nào khác, bởi vì mục đích chúng tôi đến đây vốn để ứng kiếp. Lý do chúng tôi không bị tấn công kể từ khi bước vào, chính là vì thủ hộ thần điện vẫn chưa kích hoạt. Một khi có người xông vào bất kỳ tòa thủ hộ thần điện, thành cự long sẽ ngay lập tức hóa thành vùng đất chết, hứng chịu đòn tấn công liên tiếp từ oán niệm nguyền rủa và huyễn cảnh của cự long. Nói cách khác, nhóm tác chiến di chuyển vào trong thủ hộ thần điện sẽ an toàn hơn nhóm người đứng đợi tại đây. Phệ hồn thần điện tọa lạc ở phía tây thành cự long, đợi hai đạo nhân đạo phân bổ nhân lực xong xuôi, mà đạo và bọn họ về vị trí cũ. Mộ dung nguyên dễ triệu hồi phân thân, sắp xếp mỗi phân thân ở lại mỗi tòa thủ hộ thần điện. Đợi toàn bộ đã vào đúng vị trí, mộ dung nguyên bổn tôn hạ lệch, phân thần cảm ứng được mệnh lệnh, tất cả cùng nhảy lên trận pháp dịch chuyển hư không đến thủ hộ thần điện. Nói là thủ hộ thần điện, thực chất tương đương với bốn cái huyền quan, chỉ có thể phá hủy từ bên trong. Trận pháp dịch chuyển gần giống như huyệt thần đình, có thể kết nối bên trong và bên ngoài. Thành cự long đã tối đen như mực, bên trong phệ hồn thần điện càng là một khoảng không tối tăm mù mịt. Tu vi liếu chi nhung thấp kém, mới vừa bước vào đã không trụ nỗi mà run bẩn bật, thấy thế, tôi bỗng sinh lòng thương xót, chủ động nắm lấy tay cô ấy. Chúng tôi dường như dấn thân vào một con đường dài mòn mỏi, thần niệm không thể cảm nhận ở khoảng cách xa quá 10 dặm, vì thế nên chúng tôi tạm thời khó mà tiến lên phía trước, chỉ đành đứng tại chỗ đợi một lát, bỗng phát hiện ra một mối nguy hiểm khó lường đang từng bước đổ dồn về phía này. Chương 753, sát thần kiệt tác 1. Hai bên hành lang là tường đá vững chắc, chạm trổ và phù điêu hình những con rồng. Sàn nhà lát các loại đá vỏ chai kiên cố, trên dưới tứ phương đều chắc nịt không thể phá vỡ. Ngạo Phong đi ở phía trước để dẫn đường, còn chúng tôi thì đi ở phía sau. Càng tiến về phía trước thì sát khí càng nặng, tinh thần phấn chấn đến mấy cũng bị uy năng này chèn ép cho tim đập thình thịch. Liễu Chi Nhung chịu sức ảnh hưởng lớn nhất, cứ nắm chặt tay tôi trong vô thức, lòng bàn tay tuôn mồ hôi như chút nước. Thân xác trong mắt bất định là bởi vì căng thẳng quá độ, làn da trắng như ngọc cũng bắt đầu trổ ra những chiếc vảy nhỏ xinh, tưởng chừng như có thể thoát khỏi hình dạng con người bất cứ lúc nào để hóa thân thành bản tôn đại xa. Không cần phải sợ, Tôi nhỏ giọng an ủi, ừm, Liễu Chi nhung ừ một tiếng rồi bắt đầu thả lỏng cơ thể. Trải qua hơn 10 năm, Ngạo Phong giờ đây cũng không còn là một thanh niên non nớt như xưa nữa. Có bao nhiêu thương đau, sẽ có bấy nhiêu khí khái của đàn ông thực thụ. Ngạo Phong của hiện tại, oai hùng lại mang theo sự kiên định, sải bước ngang nhiên, không khiếp sợ điều gì. Qua tầm hai nén nhang, cuối cùng chúng tôi cũng đã đi ra khỏi hành lang chật hẹp tối mịt này, đi tới một sảnh lớn hình chữ nhật. Cái sảnh hùng vĩ vô cùng, Bán kính lên đến mấy ngàn trượng, không gian khép kín nhưng lại không bị hạn hẹp bởi những kiến trúc xung quanh. Hai bên hai hàng là những tượng người điêu khắc khổng lồ, đứng đối lập với nhau, đôi tay đều cầm thanh trường kiếm, mũi nhọn chĩa xuống, đôi mắt nhắm nghiền, thần thái nghiêm nghị, giống như những vệ sĩ phòng thủ trong thần điện. Giữa hai hàng lính canh khổng lồ là một con đường lát đầy những viên đá hồng ngọc đỏ như máu, dẫn đến phía cuối của đại sảnh.